Trong lúc Bùi Đông Lai xoay người rời đi thì Tần Đông Tuyết từ trong màn đêm đi ra, lẳng lặng nhìn vào bóng lưng của Bùi Đông Lai, âm thầm nắm chặt tay. Cùng lúc đó, trong nhà của Tần Đông Tuyết, người nối nghiệp Tần gia là Tần Tranh đang đứng ở trước cửa sổ cầm một điếu thuốc, nhìn thấy rõ hết tình cảnh trước tiểu khu. 10. Sau, Tần Đông Tuyết trở vào nhà, thấy được cha của mình đang ngồi ở salon trong phòng khách hút thuốc thì liền ngẩn ra, sau đó nàng dường như là đoán được nhưng mà nàng cũng không có cảm thấy bất an, vẫn nhẹ nhàng chào hỏi. Cha! Đã về rồi à? Tần Tranh bóp tắt đầu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn Tần Đông Tuyết, chân mày không có buông ra. Cha đều thấy hết rồi sao? Tần Đông Tuyết rót cho Tần Tranh một chén trà long tính, bưng đến trước mặt Tần Tranh sau đó nàng thản nhiên ngồi ở một bên, chủ động mở miệng nói. Tần Tranh vừa mới cầm lấy chén trà, ngạc nhiên khi nghe được Tần Đông Tuyết hỏi như vậy thì không khỏi ngẩn ra, Tần Tranh ngẩng đầu lên nhìn vào Tần Đông Tuyết rõ ràng là thấy được vẻ mặt của nàng vô cùng bình tĩnh. Điều này làm cho hắn mơ hồ có cảm giác không ổn. Thấy được, Tần Tranh đặt chén trà xuống rồi trầm giọng nói. Khương Thúc Thúc đã nói lại cho ta. Vậy cha tính phá vỡ Uyên Ương sao? Tần Đông Tuyết cười hỏi, vẻ tươi cười của nàng làm cho Tần Tranh cảm thấy lo lắng. Tần Tranh lại hút một điếu thuốc, hắn nhíu mày nói. Đông Tuyết, cha không phản đối con yêu sớm nhưng còn cần phải nắm chắc đó. Ý cha muốn nói rằng con cùng với hắn sẽ không có khả năng ở cùng một chỗ hoặc là nói không có khả năng kết hôn với nhau, có đúng như vậy không? Tần Đông Tuyết vẫn nở ra nụ cười như cũ. Tần Tranh gật đầu nói. Quy củ của gia tộc Hào Môn thì con của biết, hôn nhân của con cùng với lợi ích gia tộc phải trói chung một chỗ. Hình như Diệp gia cũng không kém so với Tần gia của chúng ta đâu. Tần Đông Tuyết không biết là vô tình hay cố ý nói. Sắc mặt của Tần Tranh hơi biến đổi nhưng mà hắn cũng không có nổi giận, chỉ trầm giọng nói. Vô luận là Bùi Vũ Phu hay là nữ nhân của Diệp gia cuối cùng cũng phải nhận lấy một kết thúc bi kịch. Cha, 18 năm qua con chưa bao giờ làm trái ý của cha cùng với yêu cầu của gia tộc. Tần Đông Tuyết bình tĩnh nhìn vào Tần Tranh, ngữ khí như đinh đóng cột. Nhưng mà lúc này đây, ý của con đã quyết rồi, không ai có thể thay đổi được cả. Đông Tuyết, con... Trong lòng Tần Tranh cả kinh, lo lắng nhìn vào Tần Đông Tuyết. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Ti Đờ Ti vô cùng kiên định mà cố chấp. Cảm giác kia giống như muốn nói cho dù là đụng vào bức tường cao kia thì con cũng sẽ không quay đầu lại, mà là đem bức tường kia phá đi. 20 năm trước, nữ nhân Diệp gia vì nam nhân Bùi gia mà đánh một bạc một cuộc đời, kết quả là không có thắng cũng không thua. 20 năm sau, nữ nhân Trần gia lại dập khuôn theo. Kết quả sẽ như thế nào đây? Ban đêm, Thành Yến Kinh bị ngọn đèn bao phủ giống như là một mỹ nhân ôm đàn tỳ bà che đi nửa khuôn mặt, làm cho người ta cảm thấy có một loại mỹ cảnh lung linh. Vương Phủ Tỉnh Thương Quyển, khu tứ hợp viện ở Đông Tứ, lưu vực sông Côn Ngọc Hà cùng với công viên Chiêu Dương được cho là nơi mà các nhân vật quyền quý, nổi tiếng của Yến Kinh tụ tập. Trong đó, Vương Phủ Thế Kỷ nằm ở trong Vương Phủ Tỉnh Thương Quyển là nơi mà các phú hào yêu thích nhất. Thân là đại thiếu gia của Lâm gia, Lâm Phong bởi vì nguyên nhân của gia đình cho nên không dám mua một khu nhà cao cấp trong Vương Phủ Thế Kỷ này nhưng không có nghĩa là hắn không thể dùng phương thức của hắn để có thể ở được nơi này. Một gã siêu cấp phú nhị đại đến từ Thương Hải vì muốn đặt quan hệ với Lâm Phong cho nên hắn không tiếc mà quăng một số tiền lớn để mua một khu nhà cao cấp ở nơi này tặng cho Lâm Phong. Đương nhiên, từ tặng ở đây rất có nội hàm. Vị siêu cấp phú nhị đại kia biết Lâm Phong kiêng kỵ cái gì vì vậy hắn không dám đem căn nhà này để tên của Lâm Phong mà hắn chỉ đưa chìa khóa cho Lâm Phong để cho Lâm Phong tùy ý sử dụng. Ban đêm, ngay khi một đám người đam trình diễn một tràng giao dịch tiền tài cùng với nhục thể nằm ở trong khu nhà cao ở Vương Phủ Thế Kỷ này thì đại sảnh trong này được bố trí thành một hiện trường vũ hội đơn giản, chung quanh được bày đặt các loại điểm tâm, hoa quả cùng với rượu vang powder đắt tiền đến từ nước Pháp. Trừ số đó ra thì một dàn nhạc châu Âu đều ăn mặc một bộ trang phục thống nhất, mà nhân viên phục vụ cũng xinh đẹp không thôi. Trong đại sảnh, các nam nhân giày tây cử chỉ tao nhã còn các nữ nhân thì thân mặc trang phục dạ hôi, tay cầm bao da sang trọng, phong tình mê người. Trong bọn họ có phú hào tài sản quá cả ức có minh tinh nổi tiếng còn có các phú nhị đại nữa. Trong đám người đó, hấp dẫn ánh mắt của mọi người là vị chủ nhân Lâm Phong. Dáng người của hắn cao ngất. Khuôn mặt tuấn lãng, thân mặc một bộ yến vĩ phục màu trắng, hắn giơ chén rượu lên, bị mọi người vây vào giữa có cảm giác như là động tâm phùng nguyệt,
làm chủ nhân nên tư liệu của từng vị khách nhân ở đây hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, biết người nào cần hắn phải hạ thấp tư thái, ngang hàng nói chuyện với nhau, biết người nào cần tắc trách qua quýt cho xong chuyện, biết người nào cần phải gật đầu ra hiệu. Theo thứ tự cùng những khách nhân bắt chuyện qua, Lâm Phong đã cự tuyệt một lời mời của một vị nữ minh tinh nhất tuyết, hắn giơ chén rượu lên lập tức đi đến góc ở đại sảnh, giống như là một viên dạ minh châu bình thường đi đến bên Nạp Lan Minh Châu. Thấy một màn như vậy thì không ít những khách nhân là nữ liền đem ánh mắt khen tị, hâm mộ ném về phía Nạp Lan Minh Châu, mà các nam nhân thì lại thở dài trong lòng, bọn hắn cũng không có tiên hạ thủ vi cường. Đối với bọn hắn mà nói, hiện giờ ra đây cũng đã chậm rồi, bọn hắn biết được gần đây Lâm Đại Thiếu Gia đã bắt đầu phát động thế công với Nạp Lan Minh Châu, tự nhiên bọn hắn sẽ không trêu chọc vào, nếu không thì sẽ nhận một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhìn Lâm Đại Thiếu Gia đang hướng mình và Nạp Lan Minh Châu đi tới thì Nạp Lan Hiên không khỏi đắc ý, ở hắn xem ra lần tụ tập lần này một ít nữ nhân đã chủ động hiến thân cho Lâm Đại Thiếu Gia mà tỷ thủ Nạp Lan Minh Châu của mình lại không tỏ vẻ gì cả, cuối cùng Lâm Đại Thiếu Gia lại chủ động tấn công tỷ tỷ của mình. Điều này đã hình thành vẻ đối lập rực rỡ. Cùng với Nạp Lan Hiên bất đồng, Nạp Lan Minh Châu thân mang một bộ lễ phục dạ hội màu đen, trên mặt cũng hiện ra vẻ đắc ý nào, tương phản. Cặp mắt của nàng lóe ra tinh quang, cũng không biết là nàng đang tính kế gì nữa. Suốt cục, dưới ánh mắt chăm chú của những vị khách nhân kia thì Lâm Phong đã đi đến trước người của Nạp Lan Minh Châu, hắn lộ ra một nụ cười mê người mà sáng lạn nói. Nạp Lan tiểu thư, hoan nghênh đã đến tham gia buổi tụ hội đêm nay. Có thể được Lâm Đại Thiếu Gia mời, là Minh Châu cảm thấy vinh hạnh và may mắn mới đúng. Nạp Lan Minh Châu mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Lâm Phong. Nhìn cặp mắt câu hồn kia thì trong lòng Lâm Phong đột nhiên nổi lên từng đợt sóng, ánh mặt của hắn dần dần trở nên cực nóng xen lẫn vào đó là vẻ nguyên thủy nhất của đàn ông chinh phục dục vọng. Thân là Lam Đại Thiếu Gia của Lâm gia thì Lâm Phong không thiếu nữ nhân, ngược lại chỉ cần hắn nguyện ý, một cú điện thoại thì một đám nữ nhân sẽ chủ động đến hiến thân cho hắn. Nhưng mà, Nạp Lan Minh Châu giống như là độc phẩm bình thường đã làm cho hắn phải nghiện. Nhất là cặp mắt câu hồn kia. Mỗi lần đối diện cùng nàng thì Lâm Phong đều cảm giác được tâm trạng của mình đều nhộn nhạo. Mặc dù hận không thể lập tức chinh phục Nạp Lan Minh Châu, nhưng Lâm Phong biết được vị này là người đến từ Đông Bắc, là đại tiểu thư của Nạp Lan gia, luận về thân phận thì không kém là bao, luận về nhan sắc thì là nhất lưu, luận về thủ đoạn thì trên cả nhất lưu. Ở trong vòng luẩn quẩn của Yến Kinh thì không chỉ có một mình Lâm Phong. Đồng dạng những người theo đuổi nàng ở Yến Kinh cũng không chỉ có Lâm Phong. Thậm chí có thân phận, địa vị ngang nhau với Lâm Phong cũng không phải là không có. Nhưng mà, nàng lại giống như một đóa hoa minh tiếp cao nhất sao, tuy rằng không ngừng dạo chơi trong cái vòng luẩn quẩn ấy nhưng chưa bao giờ bị một nam nhân nào bắt lại. Dưới tình hình như thế thì Lâm Phong chỉ có thể ngăn dục vọng trong lòng mình lại. Cheng! Lễ tiết chào hỏi qua đi thì hai người chăm chú nhìn vào nhau rồi giơ chén rượu lên, một âm thanh trong trẻo được vang lên, hai người bưng chén rượu lên. Cử chỉ vô cùng tao nhã. Nạp Lan tiểu thử, không biết là có hứng thú nhảy cùng với ta một điệu được không? Đem chén rượu giao cho tên bồi bàn bên cạnh, Lâm Phong liền làm ra một động tác thân sĩ. Nạp Lan Minh Châu cũng đem chén rượu đưa cho Nạp Lan Hiên ở bên cạnh, sau đó mỉm cười, mang theo vài phần vũ mị liếc nhìn Lâm Phong một cái. Quả thực là vinh hạnh. Nói xong, nàng liền vươn cánh tay phải ra để tùy ý Lâm Phong nắm, rồi hai người đi vào sân nhảy. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh liền vang lên khúc piano du dương, nhóm người cả trai lẫn gái dựa sát vào nhau rồi tiến vào sàn nhảy. Trong sàn nhảy, Lâm Phong nhìn mỹ nhân đang gần trong gang tấc, nghe được mùi thơm trên cơ thể của nàng nhưng hắn cũng không nhân cơ hội này mà sổ sàng, mà làn giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật bình thường, cười nói. Đêm nay, Nạp Lan tiểu thư tựa hồ như rất vui vẻ a. Có thể liên tục được Lâm Thiếu Gia mời tham dự tụ hội, hơn nữa lại còn được mời khiêu vũ, chỉ sợ mỗi người nữ nhân trong này cũng đều cảm thấy vui vẻ. Nạp Lan Minh Châu cũng không có giống với mấy cô gái mà Lâm Phong hay tiếp xúc, nàng vẫn có ý duy trì một khoảng cách nhỏ. Ân, ngạc nhiên khi nghe được câu nói khác thường này của Nạp Lan Minh Châu, trong lòng của Lâm Phong liền rung động, hắn mơ hồ đoán được cái gì đó, thử thăm dò nói. Nhưng mà, Nạp Lan tiểu thư bất đồng so với các nàng ấy. Như thế nào lại khác nhau? Nạp Lan Minh Châu nhiều hứng thú hỏi. Theo ta biết được thì người theo đuổi Nạp Lan tiểu thư giống như là cá giếc ở trên sông,
không thể nào đếm hết được đâu. Lâm Phong cười trêu ghẹo. Lâm thiếu, lời ấy sai rồi, mỗi nữ nhân ở đây thì tùy tiện tìm ra một người cũng không thiếu người theo đuổi. Khi nói chuyện thì ánh mắt của Nạp Lan Minh Châu vẫn ngó thẳng vào Lâm Phong, giống như là đang tỏ tình với người mình yêu vậy. Nụ cười trên mặt của Lâm Phong vẫn không giảm, hắn cố dựa sát vào người của Nạp Lan Minh Châu. Nhưng mà, có thể giống với Nạp Lan Minh Châu tiểu thư đây vô luận là đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm thì thật là khó kiếm. Hình như số lần Minh Châu tới tham gia tụ hội của Lâm Thiếu là nhiều nhất. Mắt thấy Lâm Phong muốn tới gần thì Nạp Lan Minh Châu cố né ra phía sau một chút, mị nhãn như tơ. Trong lòng của Lâm Phong giống như bị con mèo cái vậy, ngứa ngáy vô cùng nhưng hắn cũng không có làm ra hành động gì. Nạp Lan tiểu thư nếu nói như vậy thì người có hảo cảm với ta hay không? Lâm Phong không hề vòng vò, trắng trợn hỏi. Nạp Lan Minh Châu cười mỉm nhìn Lâm Phong, mở miệng nói. Tâm ý của Lâm Thiếu, Minh Châu có thể mơ hồ đoán được nhưng mà lại không dám khẳng định. Nghe Nạp Lan Minh Châu nói như thế thì Lâm Phong liền vui vẻ, hắn vừa muốn mở miệng nói tiếp thì Nạp Lan Minh Châu đã tiếp tục. Nếu như Lâm Thiếu có thể làm ra một việc để thể hiện rõ tâm ý của mình thì Minh Châu sẽ rất an tâm. Là chuyện gì? Bước chân của Lâm Phong dừng lại, ánh mắt cực nóng nhìn vào Nạp Lan Minh Châu, hận không thể đem Nạp Lan Minh Châu tử hình ngay tại chỗ. Ví dụ như ngày mai cùng Minh Châu đi đến Nạp Lan gia. Trong đôi mắt của Nạp Lan Minh Châu hiện lên vẻ âm nhu. Lâm Phong đầu tiên là ngẩn ra cũng không thấy được ý xấu trong đôi mắt của Nạp Lan Minh Châu, hắn vui vẻ cười nói. Ta ngưỡng mộ phong thái của Dịch Đức gia gia cùng với Trường Sinh Thúc đã lâu rồi, nếu như Minh Châu đã có ý nghĩ như vậy thì ta cũng mượn cơ hội này để đi bái phỏng bọn họ. Ừ, Nạp Lan Minh Châu nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể liền nhẹ nhàng dán vào Lâm Phong, đôi bánh bao trước ngực liền ép vào người Lâm Phong một chút sau đó nàng liền bỏ đi. Tâm thần của Lâm Phong liền rung động, đang muốn đáp lại thì đã thấy được mọi người trong sàn nhảy đã lần lượt rời khỏi đây. Đối với lần này thì Lâm Phong cũng đành phải âm thầm thở dài, mang theo Nạp Lan Minh Châu ra khỏi sàn nhảy, đồng thời hắn âm thầm tự nói với bản thân mình rằng tương lai còn dài. 11 giờ, Nạp Lan Minh Châu cự tuyệt không để Lâm Phong đưa mình về nhà. Dưới sự nhìn theo của Lâm Phong thì nàng tự lái chiếc BMW S740 rời đi. Trong ô tô, đảm nhận lái xe là Nạp Lan Hiên, xuyên qua kính phản quang hắn thấy được trên mặt của Lâm Phong toát lên vẻ dục vọng, hắn do dự một lát rồi nói. Tỷ, tên Lâm Phong đó được xưng là lãng tử tình trường, tỷ xác định là muốn ở cùng một chỗ với hắn sao? Lãng tử tình trường thì như thế nào? Nếu hắn và ta tiến vào vi thành thì hắn sẽ không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Vẻ mặt của Nạp Lan Minh Châu kiêu ngạo tươi cười, sau đó đột nhiên thay đổi. Đương nhiên là nếu hắn có tư cách nắm tay của ta đi vào vi thành. Ý của tỷ là, nghe được lời nói của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên không khỏi sửng sốt, hắn rõ ràng thấy được thái độ của Nạp Lan Minh Châu biến đổi cực lớn, vốn là trước kia hắn cho rằng Nạp Lan Minh Châu đã đồng ý để Lâm Phong theo đuổi. Lúc này nghe được Nạp Lan Minh Châu nói như vậy thì hắn mới biết rằng không phải. Hắn chỉ là một con cờ của ta mà thôi. Trong ô tô, Nạp Lan Minh Châu nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh. Hắn là một quân cờ đủ để cho cha con Bùi gia phải tự rước lấy nhục. Nạp Lan Hiên liền bừng tỉnh, phía sau lưng hắn liền phát lạnh. Sao cái Hồng Lâu? Từ ý nào đó mà nói thì quyền lực của Lâm gia ở Yến Kinh tuy rằng không thể đánh đồng cùng với Tần gia hay Diệp gia nhưng mà cũng được coi là một nhà phú hào. Chuyện này là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ở vào những năm 80 thì Lâm gia lão thái đã yên nghỉ, người đã tham gia chiến tranh kháng Nhật, tuyệt đối là một đại nhân vật công thần. Thứ hai, vào những năm 80 tuy rằng nói là sau khi Lâm lão thái gia qua đời, cây đổ bầy khỉ tan. Lâm gia từ hàng ngũ thứ nhất rớt xuống nhưng mà vào mười mấy năm trước thì một lần nữa Lâm gia lại đứng dậy, khôi phục được một ít nguyên khí, từ từ thịnh vượng. Đối với Lâm Phong mà nói, mặc dù hắn không đoán được âm mưu của Nạp Lan Minh Châu khi mời hắn đến Nạp Lan gia nhưng mà hắn cũng biết được làm sao trong bao nhiêu người lại chọn mình hắn. Thứ nhất là coi trọng thế lực trước mắt của Lâm gia, càng quan trọng hơn là đã nhìn chúng tòa núi lớn sau lưng của Lâm gia. Có lẽ bởi vì Lâm Phong không nghĩ rằng mình đã trở Nạp Lan Minh Châu con cờ của Nạp Lan Minh Châu cho nên hắn cũng không nói chuyện này lại cho trưởng bối biết. Bất quá, hắn cũng qua một người phía sau lưng để mượn một chiếc Audi A6 có treo biển số kinh thành A8,
hơn nữa hắn còn mua được hai chai Mao Đài hơn 20 năm tuổi mà người có tiền cũng không thể mua được, xem như là dưới chân cũng có tiền vốn. Tỷ, xem ra thì Lâm Phong không đem chuyện này nói với người trong nhà của hắn. Trên đường cao tốc, NLS lái chiếc BMW S740 có treo biển A8 chở theo Nạp Lan Minh Châu, nhìn chiếc Audi A6 phía trước thì cười ảnh nói. Nếu không thì hắn cũng không có lái chiếc Audi A6 này, mà là sẽ lái chiếc Mercedes-Benz có treo biển AZ6 của lão gia tử nhà hắn. Bên tai vang lên lời nói của NLS, thấy được NLS đã không còn tỏ ra bộ dạng sợ hãi khi gặp Lâm Phong trước kia thì Nạp Lan Minh Châu hài lòng gật đầu, thản nhiên nói. Hẳn là chiếc xe này hắn mượn của Diệp Tranh Vanh. Diệp Tranh Vanh. Nghe được cái tên này thì toàn thân NLS liền chấn động, hai tay đang lái không tự chủ được mà run lên một chút. Tỷ, xem chừng là tên kia muốn chơi tỷ rồi đó. Khiếp sợ qua đi, NLS có chút tức giận nói. Dường như Nạp Lan Minh Châu không để ý đến chuyện đó, chỉ hời hợt nói. Hắn muốn chơi ta, ta muốn lợi dụng hắn, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Nạp Lan Hiên không hề hé răng, an tâm lái xe. Khi màn đêm sắp buông xuống, chiếc BMW S740 của Nạp Lan Minh Châu dẫn theo chiếc Audi A6 có treo biển số A8 kia chạy vào trang viện của Nạp Lan gia. Trang viên số 2 trong biệt thự, thân là người nối nghiệp của Nạp Lan gia, Nạp Lan Trường Sinh đang ngồi trong thư phòng, tay cầm lấy tẩu thuốc, đang hút hút, cũng không biết là trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Cót két. Sau đó, nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra, A Cửu liền tiến vào thư phòng, đi đến bên cạnh Nạp Lan Trường Sinh rồi cúi đầu xuống nói. Tiểu vương gia cùng với tiểu thư đã trở lại. Nguyên bản dựa theo ước định của Nạp Lan Trường Sinh đối với Bùi Vũ Phu, sau khi Bùi Đông Lai thi tốt nghiệp xong thì hắn sẽ mang Nạp Lan Minh Châu đến Trầm Thành để Nạp Lan Minh Châu thực hiện lời hôn ước lúc trước đối với Bùi Đông Lai. Bất quá, sau khi thi đại học kết thúc thì Nạp Lan Trường Sinh gọi điện cho Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu lấy lý do cần phải ôn tập để thi cho nên hẹn sau khi thi sẽ trở về. Đối với lần này thì Nạp Lan Trường Sinh cũng không nói thêm gì, ở hắn xem ra thì cũng không còn mấy ngày nữa. Đồng thời, Nạp Lan Trường Sinh còn gọi cho Bùi Vũ Phu một cuộc điện thoại, kết quả ở trong điện thoại Bùi Vũ Phu đã nói cho Nạp Lan Trường Sinh biết sau khi có điểm thi đại học thì hắn sẽ dẫn theo Bùi Đông Lai đến Nạp Lan gia. Không thể không nói. Quyết định này của Bùi Vũ Phu đã làm cho Nạp Lan Trường Sinh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà liền đáp ứng. Sau khi điểm thi vào đại học được công bố thì Nạp Lan Trường Sinh cũng biết được Bùi Đông Lai thi ra một số điểm nghịch thiên, hắn vô cùng vui sướng, tuy rằng hắn muốn thực hiện năm đó nhưng chẳng lẽ hắn không hy vọng con rể của mình là một người vĩ đại hay sao? Vô cùng vui sướng. Trước tiên thì Nạp Lan Trường Sinh liền gọi điện cho Nạp Lan Minh Châu nhưng kết quả lại không có ai nghe, sau đó Nạp Lan Minh Châu lại chủ động gọi điện thoại cho hắn nói rằng trước khuya hôm nay nàng sẽ quay lại gia trang. Lúc này nghe được A Cửu hồi báo thì Nạp Lan Trường Sinh liền dập tắt tẩu thuốc. Nói cho Minh Châu biết, ăn cơm xong thì đến gặp ta. Dạ, A Cửu cung kính trả lời một câu, nhưng cũng không có rời đi giống như thường ngày. Nạp Lan Trường Sinh có vẻ hơi nghi ngờ. A Cửu, còn có việc gì sao? Tiểu vương gia, tiểu thư trở về còn dẫn theo một người thanh niên. Mà người thanh niên kia lại lái một chiếc Audi A6 có biển số xe kinh thành A8, thân phận tạm thời còn không biết. A Cửu nói ra một cách chi tiết. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của A Cửu, đồng tử của Nạp Lan Trường Sinh đột nhiên mở to ra, vẻ mặt cũng hơi ngẩn ra. Thân là người cầm quyền hiện nay của Nạp Lan gia cho nên Nạp Lan Trường Sinh biết được chiếc xe có biển số kinh thành A8 là đại biểu cho cái gì. Kinh ngạc trong nhất thời qua đi, Nạp Lan Trường Sinh cũng đã ngửi được một hơi thở không tầm thường, lần này hắn cho rằng Nạp Lan Minh Châu trở về đây là muốn thực hiện lời hôn ước với Bùi Đông Lai, mà hiện giờ Nạp Lan Minh Châu lại dẫn theo một thanh niên có thân phận không đơn giản về nhà. Không riêng gì Nạp Lan Trường Sinh mà A Cửu cũng đã thấy không thích hợp. Lúc này thấy Nạp Lan Trường Sinh không nói lời nào thì A Cửu lại do dự một chút rồi nói. Tiểu vương gia, xem chừng thì tiểu thư không muốn thực hiện lời hôn ước cho nên mới mang người thanh niên có thân phận không đơn giản này trở về. Ta cũng nghĩ như vậy nhưng mà trước khi đi Minh Châu đã từng nói với ta đối với cuộc hôn sự này thì hắn cũng không tỏ ra chút bất mãn nào, hơn nữa lại còn tôn trọng đối với Bùi Vũ Phu nữa. Nạp Lan Trường Sinh vô cùng nghi ngờ. Như vậy đi.
người hãy bảo người ở phía dưới hảo hảo chiêu đãi người thanh niên mà Minh Châu mang về, hơn nữa nói ta ra ngoài làm việc không trở về, trước hết để cho Minh Châu tới gặp ta. Dạ, thưa tiểu vương gia. A Cửu lĩnh mệnh rồi lui ra. Mắt thấy A Cửu rời đi thì Nạp Lan Trường Sinh đứng lên, đi qua đi lại trong thư phòng, vẻ mặt có chút khó chịu. Minh Châu à Minh Châu, ta đã đáp ứng với Bùi Vũ Phu rồi, con làm như vậy thì bây giờ ta phải làm sao đây? Nói xong, Nạp Lan Trường Sinh cũng biết rằng việc này không thể gấp được, trước hết phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra mới được. 15. Sau. Sau khi xuống xe ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn thì Nạp Lan Minh Châu đã cùng đi với A Cửu hướng thư phòng của Nạp Lan Trường Sinh mà đi vào. Minh Châu, con muốn làm gì đây? Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu vào cửa thì Nạp Lan Trường Sinh liền nhíu mày chất vấn, ngữ khí có vẻ hơi bất mãn, ở hắn xem ra nếu như Nạp Lan Minh Châu không muốn đáp ứng hôn sự cùng với Bùi Đông Lai thì có thể nói sớm cho hắn biết, chứ không phải ở trong thời điểm mấu chốt này mà làm ra những hành động như vậy. Phải biết rằng ngày mai Bùi Vũ Phu sẽ dẫn Bùi Đông Lai đến Nạp Lan ra. Cha, ngài đừng nóng, trước hết hãy nghe con nói đã. Nạp Lan Minh Châu dường như đã suy đoán được Nạp Lan Trường Sinh sẽ tức giận, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc càng không tỏ ra vẻ sợ hãi, mà vẻ mặt bình tĩnh nói. A Cửu, ngươi đi xuống trước đi. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu mở miệng thì Nạp Lan Trường Sinh liền khoác tay, ý bảo A Cửu rời đi. A Cửu gật đầu, đi ra khỏi phòng rồi thuận tay đóng cửa lại. Cha, con không muốn gả cho Bùi Đông Lai. Chân trước của A Cửu vừa mới đi thì Nạp Lan Minh Châu liền mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Giờ phút này nàng không giống cần phải giả tạo khi nói chuyện với Nạp Lan Trường Sinh giống như cách đây một tháng. Ngược lại, nàng trực tiếp đem cảm giác chán ghét cùng miệt thị biểu lộ ra trên mặt. Nàng cần vạch mặt, mặc dù là đã đoán được thân phận của người thanh niên kia không đơn giản, nhưng mà nghe được NLMC nói chắc như đinh đóng cột, lại nhìn thấy vẻ khinh miệt trên mặt của NLMC thì NNN không khỏi ngẩn ra. Tất cả chuyện này đơn giản là vì thái độ của NLMC hoàn toàn ngược lại so với một tháng trước. Ta nhớ được lần trước con nói chuyện cùng với ta, khi đó con nói có ấn tượng rất tốt với cha con Bùi Vũ Phu thế nhưng sao bây giờ nhìn khuôn mặt của con, thì dường như con rất chán ghét bọn hắn sao. Trong lúc nhất thời, thì vẻ mặt của NNN liền trầm xuống. Ngữ khí có vẻ âm trầm. Sao lại thế này, nếu như con không đồng ý thì vì sao lại không nói sớm cho ta biết? Cha, chuyện tới bây giờ thì con cũng không gạt người, con quả thật là ghét tên BB. NLMC nói tiếp. Thứ nhất là trong hơn 20 mấy năm qua, con hoàn toàn không biết chuyện hôn sự này, đột nhiên lại xuất hiện một vị hôn phu thì làm cho con không thể nào chấp nhận được sự thật này. Thứ hai. Ở Yến Kinh thì người theo đuổi con rất nhiều mà toàn là danh gia vọng tộc, so với đám người đó thì BB quả thật là ếch ngồi đáy giếng, không đáng được nhắc tới. Thế nhưng mà hắn lại rất cuồng, cuồng đến nổi cô biết được trời cao đất dày. Xem ra lần trước con đi đến Trầm Thành không phải là đến thăm Bùi Vũ Phu, mà con đến để từ hôn đúng không? NNN không ngốc, rất nhanh hắn liền đoán ra được cái gì. Sắc mặt NLMC bình tĩnh, gật đầu trả lời. Đúng thưa cha. Ba. Hỗn trướng. Lập tức NNN liền phá hỏa, hắn liền đập mạnh lên bàn học, lớn tiếng nói. Là ai cho phép ngươi làm như vậy? Cha, con có năng lực để tìm hạnh phúc cho bản thân con không muốn, cũng không cho phép mình gả cho một người mà hắn không có khả năng đem lại lợi ích cho gia tộc. NLMC không bị lửa giận của NNN hù dọa, ngược lại nàng còn đối chọi gay gắt. Con thừa nhận là Bùi Vũ Phu có lịch sử huy hoàng nhưng tất cả những thứ kia đều là quá khứ rồi. Lần này con quay về Yến Kinh là muốn tìm hiểu chuyện của hắn, trong mắt con cho dù là hắn có thể đông sơn tái khởi nhưng hắn cũng không có khả năng đạt tới được sự huy hoàng như lúc trước, thậm chí cho dù là 1/10 thì cũng khó có thể xảy ra. Lúc này đây, NNN liền trầm mặc lại. Con cũng thừa nhận là ngày đó con có xem thường BB. Nguyên bản con cho rằng hắn là một tên phế vật nhưng lại không ngờ hắn có thể thi được một điểm số chết người như vậy. NLMC hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà, điều này cũng không thể đại biểu được hắn là một người vĩ đại, càng không thể đại biểu được sau này nếu hắn làm rể ở Nạp Lan gia thì có thể đem lại chỗ tốt cho Nạp Lan gia. Minh Châu, tạm thời không nói đến thành tựu của Đông Lai sau này, thì con đã đánh giá Bùi Vũ Phu quá thấp. NNN hút một hơi thuốc rồi trầm giọng nói. NLMC không cho là đúng,
chuẩn bị mở miệng nói lần nữa thì lại nghe NNN nói. Lần trước con đến Trầm Thành thì đã làm những gì? Lần trước, đầu tiên là con tìm Bùi Vũ Phu để nói ra tâm ý của con, Bùi Vũ Phu đã đồng ý cách làm của con, quyết định hủy bỏ hôn ước. Lúc này đây NLMC cũng không có giấu giếm gì nữa mà đem tất cả mọi chuyện nói ra. Sau này con mang theo Tiểu Hiên, Tiểu Kỳ đi ăn cơm thì gặp phải Bibi. Sau đó thì sao? Lý Chí nói cho NNN biết nếu như Bùi Vũ Phu đã quyết định hủy bỏ hôn ước thì sẽ không dẫn theo Bibi đến Nạp Lan gia, chuyện này tuyệt đối là có liên quan đến lần gặp mặt giữa NLMC và Bibi. Cha, người nên biết là hắn đã lợi dụng chuyện của người để hù dọa Trịnh lão bản. NLMC tiếp tục nói. Theo ý nào đó mà nói thì con rất chán ghét hắn, trong mắt con thì hắn làm ra cái chuyện đó thì quả thật hắn đúng là một tên đê tiện. Mà sự thật là suy đoán của con rất chính xác, nguyên bản là con cho rằng Bùi Vũ Phu sẽ hủy bỏ hôn ước nhưng không ngờ rằng BDL lại chủ động quấn quýt con. NNN nhíu mày, hắn biết rõ chuyện kia nếu so với sự tình của Nạp Lan gia tử thì quả thực không đáng nhắc tới, hắn nữa chuyện kia thì Trịnh Kim Sơn cũng không thể làm được. Mặc dù hiểu được việc này nhưng NNN cũng không có mở miệng, hắn đang đợi NLMC nói cho hết lời. Lúc ấy, con cũng không có cách nào cho nên đành phải ước hẹn cùng hắn, nếu năm nay hắn có thể làm Trạng Nguyên thì con sẽ đáp ứng hôn sự này. NLMC nói thêm hơn nữa lại không có mở miệng nói ra chuyện tình của TDT, còn cho rằng Bibi muốn đến Nạp Lan gia là chính vì muốn bám vào nàng. Cái gì? Không đợi NLMC nói hết lời thì NNN đã cả kinh, trực tiếp đứng lên. Con nói là con đã ước định cùng hắn rồi sao? Dạ đúng thưa cha. NLMC cũng không phủ nhận chuyện này. Hai, Minh Châu ơi là Minh Châu, tại sao con không nói sớm, hiện giờ làm như vậy thì con bắt ta phải ăn nói với Bibi như thế nào đây? NLMC mặt mày ủ rũ nói. Con phải biết rằng, ta chẳng những đáp ứng hôn ước của con với Bibi, hơn nữa bởi vì lần trước Bùi Vũ Phu ra mặt để Miêu lão gia tử cứu sống ra ra con, đối với Bùi Vũ Phu mà nói thì Nạp Lan gia đã từng bất nhân. Nếu như sau này còn bất nghĩa thì phải làm sao đây? Hiện giờ, con đã tìm Bùi Vũ Phu để nói từ bỏ hôn ước thì thôi, lại tìm đến Bibi đưa ra cái điều kiện đó nữa, hơn nữa điều kiện đó Bibi lại làm được rồi. Nói xong lời cuối cùng thì NNN cũng không biết nên nói như thế nào nữa, ở hắn xem ra thì chuyện này quả thật là rất khó giải quyết. Cha, con biết việc này sẽ làm khó người. NLMC nói. Nhưng mà, con cũng là suy nghĩ đến gia tộc. Suy nghĩ vì gia tộc sao? Trong lòng NNN khẽ động, hỏi. Hôm nay, người thanh niên mà con mang đến đây là ai? Ta nghe A Cửu nói, hắn đi xe có biển số kinh thành. NLMC gật gật đầu. Hắn gọi là Lâm Phong, là người của Lâm gia Yên Kinh. Lâm gia ở Yên Kinh. Nghe được bốn chữ này thì NNN liền sửng sốt, giọng nói vô cùng kinh hãi. Thân là người cầm quyền của Nạp Lan gia nên NNN biết được biển số xe A8 biểu hiện cho cái gì, đó chính là Lâm gia Yên Kinh. Bốn chữ này đã gây rung động rất lớn cho hắn, Lâm gia tuy rằng không phải là hào môn hạng nhất hạng nhì của Trung Quốc nhưng năng lực của nó lại vô cùng khủng bố, Nạp Lan gia không thể nào so sánh được. Dạ, hắn là đứa con cả độc nhất đời này của Lâm gia, trước mặt đang công tác ở trong ủy ban quốc gia. NLMC chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói mang theo một vẻ kiêu ngạo không thể hủy diệt được. Hắn theo đuổi con đã lâu. Con xác định là muốn ở cùng một chỗ với hắn, hay nói cách khác là con muốn bước vào Lâm gia. NN nhất châm kiến huyết, ở hắn xem ra thì Lâm gia đại thiếu có theo đuổi NLMC hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là kết hôn, đây mới chính là mấu chốt. NLMC ảm đạm cười. Cha! Nếu như hắn chỉ ôm cái ý niệm chơi đùa trong đầu thì hắn sẽ bước vào cánh cửa của Nạp Lan ra sao? Lúc này đây, NNN cũng không có mở miệng mà hắn đang cân nhắc giữa ân tình và ích lợi. Cha, cho dù là con có đánh giá thấp Bùi Vũ Phu đi chăng nữa thì ngay cả khi Bùi Vũ Phu có thể đông sơn tái khởi thì thành tựu của hắn cũng không thể nào vượt qua được Lâm gia. Mắt thấy NNN do dự thì NLMC liền nói thêm. Huống chi phía sau lưng của Lâm gia còn có Diệp gia nữa. Diệp gia. Nghe được hai chữ này thì toàn thân của NNN lại rung động, sau đó hắn thở dài. Minh Châu, nếu như con đã hạ quyết tâm như vậy thì cha cũng sẽ tôn trọng ý kiến của con. Bất quá cha cần phải nhắc nhở con, mấu chốt là nằm ở trên người của người thanh niên tên Lâm Phong kia.
yên tâm đi cha, con biết chừng mực mà. NLMC thở phào, lộ ra một bộ mặt tươi cười. NNN không nói gì nữa. Bởi vì, hắn đã làm ra lựa chọn. Lựa chọn của hắn đã làm cho câu nói Nạp Lan ra từng bất nhân nhưng sau này sẽ không bất nghĩa trở thành chuyện cười. Nhưng mà, hắn không biết, nữ nhi của hắn xem thường tên người què kia. Mà hắn cũng như vậy. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên ló dạng trên bầu trời, Lâm Phong không nằm ườn ra như mọi ngày mà thức dậy mặc đồ thể thao chuẩn bị chạy bộ quanh hồ. Thực ra thì Lâm Phong không hề thích tập luyện buổi sáng, trái lại, tuy rằng hắn đang công tác cho quốc gia nhưng đó là diễn xuất chuẩn mực, là một tên hoàn khố, đi làm mạ vàng rồi tan tầm lại đi tán gái. Sở dĩ hôm nay hắn dậy sớm tập luyện là muốn tạo ấn tượng tốt cho người Nạp Lan gia. Tuy rằng hắn không muốn cưới Nạp Lan Minh Châu làm vợ, nhưng hắn cũng không muốn cho người Nạp Lan gia biết đại thiếu gia của Lâm gia có tiếng mà không có miếng, khiến Lâm lão gia mất mặt. Bên bờ hồ, trong biệt thự của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu vẫn như mọi ngày, mặc một bộ sườn xám toát lên khí chất tiểu thư khuê các. Lâm Phong, so với chủ tử thì ngươi cũng không thể quá kém được. Đứng trên ban công, nhìn Lâm Phong chạy bộ thì Nạp Lan Minh Châu thầm nghĩ, trong đầu lại hiện lên thân ảnh phóng khoáng kia. Ánh nắng ban mai chiều lên gương mặt thất thần của nàng. Chỉ thất thần một lúc, Nạp Lan Minh Châu đã thấy Lâm Phong càng lúc càng gần, vội vàng mỉm cười vẫy tay. Lâm Thiếu, chào buổi sáng. Tối qua Lâm Phong đã biết chỗ ở của Nạp Lan Minh Châu, buổi sáng tập thể dục cũng cố ý chạy tới nơi này, từ xa đã thấy nàng. Lúc này nghe Nạp Lan Minh Châu gọi, ngắm nàng trong bộ sườn xám khiến Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc, hắn dừng lại thở hổn hển cười nói. Chào buổi sáng, Minh Châu tiểu thư. Lâm Thiếu, nếu không chê thì mời vào trong, lát nữa cùng ăn sáng. Dù biết tâm tư Lâm Phong nhưng Nạp Lan Minh Châu vẫn tươi cười. Nghe đối phương chủ động mời mình vào khuê phòng, Lâm Phong cảm thấy hưng phấn nhưng vẫn thản nhiên gật đầu. Rất nhanh Nạp Lan Minh Châu xuống từ lầu 2. Gặp lại Lâm Phong ở đại sảnh lầu 1. Lâm Thiếu, lau mồ hôi trước đã. Nạp Lan Minh Châu đưa cho Lâm Phong chiếc khăn nàng vừa mang xuống. Hành động của Nạp Lan Minh Châu khiến nội tâm Lâm Phong rung động, hắn cảm thấy nếu tiếp tục phát triển thì Nạp Lan Minh Châu sẽ gục ngã dưới chân hắn. Đưa tay nhận lấy chiếc khăn, Lâm Phong lau qua mồ hôi trên cơ thể. Nạp Lan Minh Châu cố tỏ vẻ áy náy khẽ nói. Thật xin lỗi, Lâm Thiếu. Có thể hôm nay phải khiến ngươi khó xử. Lâm Phong đang lâng lâng khi Nạp Lan Minh Châu thay đổi thái độ, lúc này nghe nàng nói liền ngẩn người ra. Minh Châu tiểu thư, vì sao lại nói vậy? Lâm Thiếu. Nạp Lan Minh Châu hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng điệu đầy thâm tình, có chút ấm ức gọi Lâm Phong, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì bộ dáng đáng thương biến mất sạch trơn. Ngươi cũng biết vì sao ta biết tâm ý của ngươi mà lại không ở cùng một chỗ với ngươi. Vì sao? Lâm Phong cũng hơi tò mò, hắn chẳng hề cảm thấy mình không xứng với Nạp Lan Minh Châu ở chỗ nào, trái lại, hắn thấy nàng không xứng với mình, nhiều nhất chỉ đủ để làm tình nhân. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn không dám nói ra trước mặt Nạp Lan Minh Châu, mà đối phương tựa như thuốc phiện dễ gây nghiện, còn cả đại thiếu gia có thân phận và địa vị đều không kém hắn cũng vô cùng hứng thú, coi Nạp Lan Minh Châu trở thành con mồi. Chính bởi vậy nên Lâm Phong không tiếc mọi giá để chinh phục Nạp Lan Minh Châu. Chỉ cần hắn thành công chinh phục nàng thì chứng minh khả năng chinh phục phụ nữ của hắn hơn hẳn các vị đại thiếu gia kia. Lâm Thiếu, nói về thân phận, địa vị thì Minh Châu không bằng ngươi, về năng lực Minh Châu cũng thua xa. Nạp Lan Minh Châu thở dài. Có thể nói rằng gặp được Lâm Thiếu gia là may mắn lớn nhất trong đời Minh Châu. Minh Châu, đừng tự ti. Ai cũng thích nghe người khác tâng bốc mình, Lâm Phong cũng vậy, mà Nạp Lan Minh Châu nói ra càng khiến hắn sung sướng, nhưng hắn vẫn tò mò, trong mắt nàng hắn vĩ địa như vậy, vì sao biểu hiện vẫn luôn thờ ơ, đến hai ngày nay thái độ mới thay đổi lớn như vậy. Vô cùng tò mò, Lâm Phong lại hỏi. Minh Châu, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại nói hôm nay làm khó ta? Lâm Thiếu, không lừa ngươi. Sở dĩ ta không ở cùng ngươi cũng là vì từ nhỏ cha ta đã định ra hôn ước. Nạp Lan Minh Châu cố ý nhấn mạnh, lại quan sát vẻ mặt Lâm Phong. Hôn ước. Nghe hai chữ này Lâm Phong sửng sốt, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ. Đối với đại gia tộc thì cái này không hề xa lạ, vẫn thường xuyên nghe đến. Bởi trong đại gia tộc, một người không được tự quyết định, cần suy xét đến lợi ích gia tộc.
Thông ra chính là như vậy. Thì ra là thế. Nụ cười trên mặt Lâm Phong biến mất, giọng điệu trở nên khó chịu, cách xưng hô cũng thay đổi. Nạp Lan tiểu thư, nếu chân tướng là vậy thì tại sao còn mời ta tới Lâm gia, còn tỏ rõ tâm ý làm gì? Giọng điệu Lâm Phong tỏ rõ sự tức giận không chút che giấu. Hắn cảm thấy mình bị người khác trêu đùa. Nạp Lan Minh Châu cười thầm, cố gắng tỏ vẻ đáng thương. Lâm thiếu không biết rồi, lúc cha ta định hôn sự là do năm đó cha người kia quan hệ không tệ với ông. Mà tạm thời không nhắc tới cha kẻ kia, người này vô cùng dốt nát, chỉ biết đầu cơ trục lợi khiến cha cùng ta cực kỳ chán ghét. Nhưng dù bất mãn lại không thể bội ước nên, hôn ước lúc trước vẫn còn tới bây giờ. Hả? Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, Lâm Phong cũng mơ hồ đoán ra gì đó. Lâm thiếu, lần này mời ngươi tới Nạp Lan gia là muốn cho cha ta biết, ta có người trong lòng, cũng để người hiểu tâm ý của ta. Nạp Lan Minh Châu nói tiếp. Hình như Lâm thiếu cũng phát hiện, hôm qua cha ta rất nhiệt tình với ngươi, cũng thích hai ta ở cùng nhau. Vậy cha ngươi muốn hủy bỏ hôn ước trước kia? Lâm Phong hỏi. Nếu cha đồng ý cho chúng ta đến với nhau, vậy hôn ước kia cũng bị hủy, hôm nay người kia cùng cha hắn tới Nạp Lan gia, đang thương lượng việc hủy bỏ hôn ước. Nạp Lan Minh Châu gật đầu, cố tỏ ra khó xử. Sở dĩ ta nói làm khó Lâm thiếu cũng là do kẻ ca rốt nát, lại không biết trời cao đất dày, ăn nói ngu ngốc sợ bất kính với Lâm thiếu, mong Lâm thiếu đừng để trong lòng, coi như bị chó cắn là xong. Bị dại thì mày chịu. Bị chó cắn đúng là chẳng đáng quan tâm. Lâm Phong cười lạnh. Nhưng nếu nó là chó dại thì ta cũng không ngại xử lý. Lâm Phong nói vậy càng khiến Nạp Lan Minh Châu mừng rỡ, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó xử. Minh Châu, người yên tâm, chỉ cần hắn không quá phận ta cũng không chấp. Lâm Phong nhìn vẻ mặt khó xử của nàng liền vội vàng bổ sung, ánh mắt lóe lên quang mang. Với hắn, trái chờ đợi nhiều ngày đã sắp được thu hoạch, giải quyết xong chuyện này hai người sẽ về Yến Kinh, hắn sẽ khiến Nạp Lan Minh Châu thần phục cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cá mắc câu, mượn đao giết người. Nạp Lan Minh Châu thầm cười lạnh. Qua tử cười mà không nói. Làm cho Lâm Phong mắc câu thành công, Nạp Lan Minh Châu tự mình dẫn hắn tới biệt thự Nạp Lan ra chuẩn bị cho Lâm Phong, chờ hắn tắm rửa xong lại cùng hắn ăn điểm tâm. Bữa sáng xong, Nạp Lan Minh Châu lau miệng rồi mỉm cười nói. Lâm thiếu, người kia cùng cha hắn muốn tới đây, chúng ta cùng tới biệt thự của cha ta, dù sao thì có chúng ta ở đó, ba ta cũng không quá khó xử. Được. Lâm Phong đáp. Trong lòng thần quyết định lát nữa sẽ ra mặt vì Nạp Lan Minh Châu, hắn nghĩ với cái danh Lâm gia là đã đủ để dọa vị hôn phu không quyền không thế của Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức tè ra quần. Hắn làm vậy chẳng những đề cao bản thân và hình tượng Lâm gia trong lòng Nạp Lan Minh Châu mà còn khiến nàng cảm kích nữa. Quả là một công đôi việc. 20. Sau, Nạp Lan Minh Châu dẫn Lâm Phong tới biệt thự số 2 của Nạp Lan Sơn Trang. Trong biệt thự, Nạp Lan Trường Sinh đang cầm tẩu thuốc. Tay mân mê Ngọc Châu tựa như đã chờ từ lâu. Ngoài Nạp Lan Trường Sinh, do có việc nên Nạp Lan Ngũ Khải cùng một người trong thành viên hạch tâm Nạp gia cũng về Nạp Lan Sơn Trang. Bệnh nặng vừa khỏi nên chủ nhân sau màn của Nạp Lan gia, Nạp Lan Dịch Sức không hề xuất hiện. Tiểu Phong, Minh Châu, tới đây ngồi đi. Thấy Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong vào biệt thự, Nạp Lan Trường Sinh mặc trường bào đang hút thuốc nhiệt tình nói. Không chỉ Nạp Lan Trường Sinh nhiệt tình. Nạp Lan Ngũ Khải cùng gã thành viên hạch tâm kia biết thân phận Lâm Phong cũng cười nói rất niềm nở. Tất cả chuyện này đơn giản là bởi Lâm gia đáng để bọn họ, thậm chí là cả Nạp Lan gia nịnh bợ. Mấy năm nay Nạp Lan gia luôn cố gắng vượt qua Sơn Hải quan xuôi về phía Nam, do đủ loại nguyên nhân mà trì trệ mãi chưa xong. Năm đó, bởi vì có Bùi Vũ Phu nên Nạp Lan gia từng có một cơ hội nhưng đáng tiếc lại không nắm được. Hiện giờ, trong mắt Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Ngũ Khải cùng thành viên hạch tâm kia, chỉ cần Nạp Lan Minh Châu ràng buộc được Lâm Phong thì coi như đã thành thông gia với Lâm gia, việc Nạp Lan gia phát triển về Nam, vượt qua Sơn Hải quan không còn xa vời. Tiểu Phong này, chờ Lâm Phong ngồi xuống, Nạp Lan Trường Sinh gọi một cách vô cùng thân thiết, chờ Lâm Phong nhìn sang mới hỏi. Minh Châu đã nói hết mọi chuyện cho cháu biết rồi chứ? Minh Châu cũng vừa nói cho ta biết, Nạp Lan thúc. Lâm Phong mỉm cười đáp. Ai, Tiểu Phong này, con người của thúc vốn ngay thẳng, nói là làm. Nạp Lan Trường Sinh thở dài. Chỉ là, Minh Châu cứ một lòng với cháu,
ta cũng đành cắn răng nuốt lời một lần, mong rằng hai đứa có thể quý trọng lẫn nhau. Xin Nạp Lan thúc yên tâm, chúng cháu biết. Lâm Phong đáp, nhưng hắn cũng hiểu đây là khổ nhục kế của Nạp Lan Trường Sinh. Hắn biết rõ, dù là Nạp Lan Minh Châu hay Nạp Lan Trường Sinh khách khí với hắn đều là do có ngọn núi Lâm gia sừng sững sau lưng hắn, đương nhiên cũng không loại trừ Diệp gia đứng nhất nhì trong nước. Nếu không Nạp Lan Trường Sinh chẳng những không khách khí với hắn mà còn chẳng thèm bội ước. Sự thực là vậy. Cho tới nay, Nạp Lan Trường Sinh vẫn luôn tin vào một câu trên thế giới này bất cứ thứ gì cũng có giá cả. Bởi vậy nên hắn cảm thấy thành thông gia với Lâm gia thành hơn hẳn món ân tình với Bùi Vũ Phu, cân nhắc về Diệp gia cùng với Nạp Lan Minh Châu xong hắn mới quyết định như vậy. Tất cả chuyện này, cha con họ Bùi chẳng hay biết gì. Sự tiếp đãi nhiệt tình của đám người Nạp Lan gia khiến Lâm Phong cực kỳ sung sướng, lúc này Bùi Vũ Phu đang lái chiếc taxi cũ nát đưa Bùi Đông Lai tới Nạp Lan Sơn Trang. Xe cách Nạp Lan Sơn Trang vài cây số, vài tên bảo vệ của Nạp Lan gia từ bụi cây lao ra ngăn cản. Thấy taxi dừng lại, một gã to con cầm đầu bước tới, chờ Bùi Vũ Phu hạ kính xuống liền nói. Phía trước là Nạp Lan Sơn Trang, người không phận sự cấm vào, mời đi đường khác. Bùi Đông Lai ngồi ở ghế lái nghe kẻ này cả vú lấp miệng em thì hơi ngạc nhiên, định mở miệng thì Bùi Vũ Phu đã nói. Nói cho Nạp Lan Trường Sinh, Vũ Phu tới chơi. Hả? Là bảo tiêu Nạp Lan ra, tên cầm đầu này cũng sớm nhận lệnh. Biết có một người tên Bùi Vũ Phu tới gặp Nạp Lan Trường Sinh. Đúng vậy. Nghe Bùi Vũ Phu nói vậy, gã to con hơi nghi ngờ. Bởi, hắn biết chủ nhân Nạp Lan Trường Sinh của hắn được gọi là Tiểu Vương Gia, thuộc loại nhân vật dậm chân một cái liền khiến vùng Đông Bắc rung chuyển. Nhân vật như vậy sao có thể quen biết với hai kẻ hèn kém như Bùi Vũ Phu và Bùi Đông Lai chứ? Tuy nghi ngờ, hơi do dự nhưng hắn vẫn làm đúng thông lệ. Chờ chút. Tôi thông báo. Nói xong hắn liền dùng bộ đám báo cáo, lúc nói chuyện vẫn không quên nói Bùi Vũ Phu cùng Bùi Đông Lai ra khỏi xe taxi. Do bước đầu dung hợp linh hồn tiêu phu nên thính lực Bùi Đông Lai rất nhạy, tuy giọng gã to con lý nhí nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một. Nạp Lan gia cũng thực khí khái. Nghe những lời kẻ kia nói, trong mắt Bùi Đông Lai lóe lên lửa giận, hai tay nắm chặt, không ngừng cười lạnh. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó lường. Thế đạo luôn là thế. So ra thì Bùi Vũ Phu vẫn bình tĩnh hơn. Ngọc khí thực sự sẽ không đem so với đồ sứ. Lời Bùi Vũ Phu đầy thâm ý khiến Bùi Đông Lai tỉnh ra, thầm mắng bản thân hồ đồ, lúc này tuy thành tích hắn đứng đầu kỳ thi vào trường khoa học tự nhiên Liêu Ninh, tới thực hiện ước định với Nạp Lan Minh Châu, có thể thoải mái hạ nhục Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan ra, nhưng, lỡ thực sự chọc Nạp Lan ra thì cũng khó an toàn trở ra. Nên nhẫn nại. Chờ hoàn toàn khôi phục trí nhớ tiêu phu cùng với vốn sẵn có, Nạp Lan Minh Châu lại tưởng mình sợ nàng, không biết sự nhục nhã của kẻ bị thọt là thế nào. Nghĩ đến đây Bùi Đông Lai cảm thấy hối hận vì hành động lần này, chỉ thầm hận thời gian quá gấp. Với hắn lúc này thì gì cũng không thiếu nhưng chỉ có thời gian là thiếu. Chỉ cần đủ thời gian, hắn tin mình có thể dẫm đạp Nạp Lan ra dưới chân, có thể đường đường chính chính bước qua cửa Tần gia. Nếu đã đến thì không phải sợ. Tựa như nhìn thấu tâm tư Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu cười ngây ngô. Trời sập xuống, qua tử khiêng. Bùi Vũ Phu nói vậy khiến lòng Bùi Đông Lai trở nên ấm áp, hắn nhịn không được quay lại nhìn cha mình. Không hiểu sao, vẫn là nụ cười ngây ngô ấy, nhưng Bùi Đông Lai cảm thấy hôm nay Bùi Vũ Phu có gì đó khác lạ. Cùng lúc này, nụ cười ngây ngô của Bùi Vũ Phu mang theo sự mê hoặc nào đó, khiến mọi băn khoăn của Bùi Đông Lai tan biến. Tiểu Vương ra cho các người vào. Lúc này, Bùi Đông Lai chưa kịp đáp lời gã to con kia đã cúp máy, tới gần nói. Đi hai cây số nữa là tới cửa sau Sơn Trang, sẽ có người dẫn đường. Nói xong hắn liền vung tay ra hiệu cho ba gã áo đen còn lại tránh ra. Bùi Vũ Phu thấy vậy liền chậm rãi khởi động xe taxi, lảo đảo chạy về phía Nạp Lan Sơn Trang. Lôi ca, hai người vừa rồi là ai? Là hai kẻ hèn kém. Lại còn mang chiếc Satana vất đi đến đây nữa, sao Tiểu Vương ra lại cho bọn họ vào chứ? Nhìn chiếc Satana cũ khí khuất xa dần, hai người kia tới gần hỏi. Sáng nay Tiểu Vương ra có dặn, nếu có khách tên Bùi Vũ Phu tới nhất định không được chậm trễ. Kẻ vừa nói chuyện với Bùi Vũ Phu buồn bực nói. Kẻ vừa lái xe là Bùi Vũ Phu. Hắn vừa dứt lời, ba tên còn lại đều cảm thấy nghi ngờ.
dù bọn hắn cố suy nghĩ vì sao Nạp Lan Trường Sinh thân phận cao quý lại quen biết kẻ hèn kém như Bùi Vũ Phu, nhưng dù có nghĩ nát óc cũng không ra đáp án. Một phút sau, kẻ què quạt từng có thể khiến Nạp Lan Trường Sinh cúi dưới gầm giày mang theo con hắn, lái chiếc Satana cũ kỹ chạy vào Nạp Lan Sơn Trang. Ánh dạng đông chiếu xuống, chiếc taxi cũ nát kia cùng khí khái của Nạp Lan Sơn Trang có vẻ không hợp nhau. Bùi gia phụ tử đến. Khi cha con Bùi Vũ Phu lái chiếc taxi cũ nát tới, một gã bảo tiêu dùng xe ben dẫn đường tới biệt thự số, Nạp Lan Trường Sinh cũng không mang người Nạp Lan ra tới nghênh đón, vẫn thản nhiên ngồi nói chuyện phiếm với Lâm Phong. Hắn chỉ cho A Cửu ra đón cho có lệ. Lúc này Nạp Lan Trường Sinh hoàn toàn quên mất cái ngày hắn bị Miêu lão gia tử hắt hủi, tựa như con chó đi tới xóm nghèo của Bùi Vũ Phu cầu tình. Bùi Đông Lai rất căm tức sự vong ân bội nghĩa của Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan gia, thấy cảnh này thì hai nắm tay càng siết chặt. Trên mặt Bùi Vũ Phu không còn nụ cười hiền hậu mà thay vào đó là sự bình tĩnh. Bùi tiên sinh, tiểu vương gia chờ các người đã lâu rồi. Thấy Bùi Vũ Phu xuống xe, A Cửu chào hỏi cho có lệ, hoàn toàn không coi cha con Bùi gia là khách quý. Nghe A Cửu nói vậy, Bùi Vũ Phu chưa nói gì, Bùi Đông Lai đã cố nén giận hỏi. Nạp Lan Minh Châu đâu? Minh Châu tiểu thư ở trong. A Cửu nhìn Bùi Đông Lai, ánh mắt có chút phức tạp, hắn vừa kinh ngạc về thành tích nghịch thiên 745 điểm của hắn, lại cảm thấy đối phương quá ngây thơ. Sự biến hóa của A Cửu không thoát khỏi tầm mắt Bùi Vũ Phu. Hắn thản nhiên vỗ vai Bùi Đông Lai, dùng ánh mắt ra hiệu cho A Cửu dẫn đường. A Cửu lập tức đưa hai người vào trong biệt thự, dọc theo con đường đá tới đại sảnh. Trong đại sảnh, biết cha con Bùi gia tới nên đám người Nạp Lan Trường Sinh cũng ngừng nói chuyện với Lâm Phong. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa chờ đợi hai người kia xuất hiện. Một lát sau, lọt vào tầm mắt của họ. Bùi Vũ Phu ăn mặc lôi thôi lếch thếch mang theo Bùi Đông Lai dưới sự chỉ đường của A Cửu đã tới. Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan Ngũ Khai đều đã thấy hình tượng hiện nay của Bùi Vũ Phu nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng gã thành viên hạch tâm khác của Nạp Lan gia chưa gặp bao giờ nên vô cùng kinh ngạc. Không chỉ người này, ngay cả Lâm Phong cũng vậy. Nhưng, nguyên nhân hắn khiếp sợ khác với thành viên của Nạp Lan gia. Hắn không biết người tới là Bùi Vũ Phu từng làm mưa làm gió 20 năm trước. Hắn khiếp sợ bởi có nằm mơ cũng không ngờ vị hôn phúc của công chúa Nạp Lan gia lại tới cùng một kẻ rách dưới. Vũ Phu, Đông Lai, các người đã tới rồi à? Nạp Lan Trường Sinh đã quyết định bội ước, muốn tác hợp cho Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong, nhưng thấy cha con Bùi Vũ Phu tới hắn vẫn đứng dậy nghênh đón. Nạp Lan Khải và thành viên hạch tâm kia thấy gia chủ đứng dậy cũng không dám ngồi. Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong lại thở ơ, tựa như cả hai đều không thấy cha con Bùi gia. Đảo mắt một vòng, mắt Bùi Đông Lai nheo lại, lộ rõ sự kinh hoàng. Cố gắng kìm chế cơn giận, Bùi Đông Lai liếc Lâm Phong, trong mắt đối phương lộ rõ ý tứ châm chọc. Tựa như đang nói, dạng người như mày mà đòi ở cùng Nạp Lan Minh Châu sao? Rõ là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nạp Lan Trường Sinh nghênh đón, Bùi Vũ Phu cũng đáp lại. Thái độ ôn hòa của Bùi Vũ Phu khiến đám người Nạp Lan gia cảm thấy xấu hổ, Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong tỏ vẻ khó chịu. Cực kỳ khó chịu, Lâm Phong cũng không vội ra tay, hắn đang chờ thời cơ. Hắn thấy lúc này chưa phải thời cơ tốt nhất. Vũ Phu, ai, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Vô cùng xấu hổ, Nạp Lan Trường Sinh thở dài mời cha con Bùi ra ngồi. Bùi Vũ Phu lặng lẽ cùng Bùi Đông Lai ngồi xuống. Vũ Phu. Vốn là tôi định thực hiện hôn ước của Đông Lai và Minh Châu, chỉ là tôi không ngờ Minh Châu đã có người trong lòng, mà hai đứa nó đã bàn đến việc hôn nhân. Nạp Lan Trường Sinh nói tới đây liền quan sát biến hóa trên mặt Bùi Vũ Phu, thở dài nói. Thực xin lỗi, Vũ Phu, chuyện này là do Trường Sinh tôi không đúng. Vừa nói, Nạp Lan Trường Sinh vừa đứng dậy muốn cúi đầu với Bùi Vũ Phu. Lâm Phong thấy vậy liền cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn vốn coi Bùi Vũ Phu là gã nông dân, mà Nạp Lan Trường Sinh là nhân vật hàng đầu tại Đông Bắc. Vậy mà gia chủ Nạp Lan Trường Sinh lại chủ động cúi đầu nhận lỗi với Bùi Vũ Phu sao? Rất nhanh, Lâm Phong đã bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy biểu hiện của Nạp Lan Trường Sinh cho thấy ông là người trọng tình trọng nghĩa. Không chỉ Lâm Phong kinh ngạc, Nạp Lan Minh Châu cũng cảm thấy khó hiểu. Trong mắt nàng, dù cha có bội ước cũng đâu đáng phải làm vậy với Bùi Vũ Phu chứ. Người có tên,
cây có hình. Nạp Lan Minh Châu không thiểu giải thích nổi Bùi Vũ Phu từng khiến Nạp Lan Trường Sinh rung động tới mức nào. Bùi Vũ Phu cũng không đứng dậy ngăn cản Nạp Lan Trường Sinh mà thản nhiên nói. Tôi từng nói với ông, chuyện hôn ước do Đông Lai quyết định. Đông Lai hiền điệt, việc này là thúc thúc sai, mong rằng cháu đừng trách tội ta. Nghe Bùi Vũ Phu nói vậy, Nạp Lan Trường Sinh liền quay sang xin lỗi Bùi Đông Lai. Nạp Lan vương gia, thân phận ngài cao quý, trong lòng nghĩ gì thì tự biết rõ, ta không dám nhận làm hiền chất của ngài. Bỏ đi, trách móc ngài, cái này lại càng không dám. Thấy Nạp Lan Trường Sinh như gái điếm đòi lập bảng trinh tiết, Bùi Đông Lai cũng không tỏ vẻ hòa nhã, giọng điệu trào phúng rất rõ ràng. Nhưng, Nạp Lan vương gia, ngài giả mù sa mưa giải thích với cha con ta, mà con gái ông cùng bạn trai nàng ở bên kia chế giễu, ngài cảm thấy đã đủ thành ý chưa? Vừa nói, Bùi Đông Lai vừa nhìn Nạp Lan Minh Châu đầy thâm ý. Hắn còn tưởng Lâm Phong bên cạnh Nạp Lan Minh Châu là thành viên Nạp gia, vừa rồi Nạp Lan Trường Sinh nói hắn mới biết là bạn trai nàng. Trong cuộc gặp mặt quan như thế này, Nạp Lan Minh Châu lại vác bạn trai tới gặp mình, mục đích là gì hắn dùng chân cũng nghĩ ra. Nạp Lan Minh Châu à Nạp Lan Minh Châu, cô vẫn luôn tự cho mình là đúng, luôn là vậy. Chào phúng xong, Bùi Đông Lai siết chặt tay, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn không nhịn được nữa. Có lẽ lương tâm của Nạp Lan Trường Sinh bị chó tha mất 9 phần, một phần còn lại có lẽ là sợ chọc Bùi Vũ Phu nổi giận, nghe Bùi Đông Lai châm chọc. Mặc dù hắn tức giận nhưng không dám phát tác mà cười nói. Đông Lai, việc này đúng là thúc thúc và Minh Châu sai, người oán hận ta cũng hiểu. Nếu ngươi không chê ta có thể giới thiệu cho ngươi vài cô gái có gia thế, tài năng và diện mạo cũng không kém. Nạp Lan vương gia, Đông Lai tự hiểu mình, không dám với cao. Chẳng hiểu vì sao biểu hiện giả mù sa mưa của Nạp Lan Minh Châu càng khiến Bùi Đông Lai nổi giận, chưa đợi đối phương nói xong hắn đã ngắt lời. Huống chi, ăn mày cũng có nghĩa khí, Đông Lai dù kém cỏi cũng phải tốt hơn so với kẻ ăn mày chứ. Bùi Đông Lai. Liên tục bị Bùi Đông Lai châm chọc, Nạp Lan Minh Châu không nhịn được nữa, nàng đứng dậy phẫn nộ chìm chằm chằm vào hắn. Nạp Lan Minh Châu, ngươi có thể cảm thông cho cha ngươi, ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Bùi Đông Lai thấy Nạp Lan Minh Châu nổi giận liền mỉm cười nói. Nhưng, ngươi từng đỗ đầu trường cao đẳng 2 năm trước. Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý phải biết tôn trọng người khác? Lúc ngươi bất bình thay cha mình, có từng nghĩ tới tâm tình của cha ta khi ngươi chạy tới Trầm Thành từ hôn chưa? Bùi Đông Lai nói xong, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Thấy vậy Nạp Lan Trường Sinh khẽ nhíu mày, Nạp Lan Minh Châu bị nói chúng tâm can đã giận hết mức, nàng lạnh lùng nhìn Bùi Đông Lai gần giọng nói. Ta tới từ hôn thì sao? Ngươi coi mình là cái thá gì, dựa vào cái gì mà muốn ta gả cho ngươi? Nạp Lan Minh Châu, đúng là nhà ta không có quyền thế như Nạp Lan gia các người, Bùi Đông Lai ta cũng chẳng có bản lãnh gì. Bùi Đông Lai vẫn cười nhưng ánh mắt lóe lên hàn quang khiến Nạp Lan Trường Sinh cảm thấy kinh hãi. Nhưng, ta thấy tức cười, ta nói muốn Nạp Lan Minh Châu ngươi làm vợ ta lúc nào. Bùi Đông Lai, ngươi. Nạp Lan Minh Châu tức muốn điên lên, nàng thấy rõ ràng là đối phương đang giả ngu. Nạp Lan Minh Châu, ta nói thật cho ngươi biết. Trước khi ngươi tìm cha ta nói về hôn sự, ta còn chưa biết giữa hai ta có hôn ước, lúc hai ta gặp nhau, từ miệng ngươi ta mới biết đấy. Bùi Đông Lai chưa đợi Nạp Lan Minh Châu mở miệng đã lạnh lùng ngắt lời. Ta thấy ngươi rõ ràng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội, ngươi muốn banh càng ra cho ta đẩy à? Đọc tới đoạn này bức xúc, nên thêm vào nhé. Ngươi thúi lắm. Nạp Lan Minh Châu tức giận văng tục. Ái chà, đây là bản tính của Nạp Lan đại tiểu thư sao? Đây là tính cách của thủ khoa kỳ thi đại học 2 năm trước sao? Bùi Đông Lai nói, nụ cười cũng biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nạp Lan Minh Châu, khi ngươi tìm cha ta từ hôn, ta không hề biết về hôn ước, chưa hề muốn kết hôn, sau khi gặp ngươi, hiểu rõ mọi chuyện ta càng không có ý nghĩa này. Nạp Lan Minh Châu ngươi, ngoài gương mặt cùng dáng người hơi hấp dẫn một tẹo ra thì có cái gì? Hào quang của Nạp Lan ra sao? Nghe xong. Sắc mặt đám người Nạp Lan gia cực kỳ khó coi, Nạp Lan Minh Châu tức muốn hộc máu, nàng thét lên. Bùi Đông Lai, phế vật nhà ngươi còn tự lừa mình dối người, ngươi luôn miệng nói không muốn kết hôn với ta, vậy hôm nay tới Nạp Lan gia vì cái gì? Không phải ngươi muốn dùng lợi thế quán quân cao đẳng năm nay để muốn thực hiện ước định, để ta phải gả cho ngươi sao?
Ta cho ngươi biết, nằm mơ đi. Nạp Lan Minh Châu, ngươi vẫn luôn tự cho rằng mình tốt đẹp. Bùi Đông Lai cười lạnh. Suy nghĩ cẩn thận lại xem, lúc ta nói muốn tới Nạp Lan gia có nói là muốn kết hôn với ngươi sao? Có khác gì sao? Nạp Lan Minh Châu cười lạnh. Khác ư, khác nhau rất lớn. Bùi Đông Lai vừa nói vừa nhìn về phía Nạp Lan Trường Sinh gần giọng. Nạp Lan Trường Sinh, ông là đồ đệ của ông nội ta, dựa vào những gì ông nội ta dạy cho mà trở thành gia chủ Nạp Lan gia, còn khiến Nạp Lan gia hùng mạnh ở Đông Bắc, đúng chứ? Nạp Lan Trường Sinh nhăn nhó, không hề nói gì. Cha ngươi, Nạp Lan Dịch Đức thân mang trọng bệnh, cách cái chết chỉ còn nửa bước, ngươi muốn cứu hắn mà tới cầu nhưng ông ta không tiếp, cũng nhờ cha ta mở miệng ra mặt cứu sống cha ngươi, ta nói không sai chứ? Bùi Đông Lai thấy Nạp Lan Trường Sinh không mở miệng liền nói tiếp, khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn không lo sợ việc Nạp Lan Trường Sinh tức giận. Ngay cả khi Bùi Đông Lai nói cực kỳ khó nghe, Nạp Lan Trường Sinh vẫn trầm mặc. Cũng không phải đối lý mà là hắn kiêng kỵ Bùi Vũ Phu ngồi sau Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy Nạp Lan Trường Sinh không dám thừa nhận, lạnh lùng cười nói. Xem ra không chỉ Nạp Lan Minh Châu vong ân bội nghĩa mà là toàn bộ Nạp Lan gia các người. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận những lời ngươi vừa nói là đúng, ta cũng thừa nhận đúng là Nạp Lan Trường Sinh ta thiếu cha ngươi một cái nhân tình. Bùi Đông Lai liên tục khiêu khích, nhục mạ khiến Nạp Lan Trường Sinh nổi giận, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Nhưng, ngươi nên biết dưa hái xanh không ngọt, đây không thể lấy làm lý do để Minh Châu phải theo ngươi. Nạp Lan Trường Sinh, tôi thấy hai cha con ông đều hồ đồ như nhau, không, tự cho mình là đúng. Nghe Nạp Lan Trường Sinh nói vậy, Bùi Đông Lai cười lạnh. Tôi đã nói không hề muốn ép buộc con gái ông gả cho tôi, ý tứ tôi rất rõ ràng, con gái ông ngoài gương mặt cùng dáng người ra, chẳng có gì tôi thấy vừa mắt. Vậy thì mày muốn thế nào? Nạp Lan Trường Sinh điên lên, hắn không còn băn khoăn về Bùi Vũ Phu nữa, lạnh lùng nhìn Bùi Đông Lai tựa như muốn cảnh cáo đối phương không nên quá phận. Đối mặt với khí thế của Nạp Lan Trường Sinh, Bùi Đông Lai không chút sợ hãi, vẫn nhìn thẳng vào đối phương nói. Tôi cho ông biết, Nạp Lan gia các người thiếu Bùi gia chúng tôi một cái nhân tình, không cảm ơn cũng chẳng sao, nhưng, đừng làm bộ ăn trên ngồi trước mà nhục mạ cha tôi. Hành vi này của các người khiến tôi ghê tởm, rất ghê tởm. Nói đến đây, giọng Bùi Đông Lai lớn dần pha chút lạnh lẽo. Mục đích của tôi hôm nay rất đơn giản, con gái ông lúc ở Trầm Thành từng nói, nếu Bùi Đông Lai tôi có thể trở thành thủ khoa tỉnh Liêu Ninh năm nay nàng sẽ gả cho tôi. Hiện giờ, tôi làm được, mà còn là thủ khoa toàn quốc, nhưng, như tôi đã nói, tôi chẳng hề có chút hảo cảm nào với Nạp Lan gia và dạng đàn bà vong ân bội nghĩa kia, ngược lại, tôi rất ghê tởm. Hôm nay tôi cùng cha tới đây chỉ muốn nói cho các người biết, sau này, Bùi gia ta không còn bất cứ quan hệ gì với Nạp Lan gia các người. Nói xong Bùi Đông Lai lấy từ trong túi ra một phong thư. Thấy phong thư của Bùi Đông Lai, dường như Nạp Lan Trường Sinh đoán ra gì đó mà biến sắc. Nạp Lan Minh Châu, đây là khế ước giải trừ hôn ước ta tự viết, trên đó cũng có dấu tay ta. Bùi Đông Lai nhìn Nạp Lan Minh Châu bằng ánh mắt khinh bỉ. Hẳn là ngươi thỏa mãn rồi chứ, ngươi có thể yên tâm ở cùng bạn trai mình. Nhưng, ta nhắc ngươi, sau này khi đám cưới thì đừng mời ta, bởi vì ta cảm thấy nó quá dọa người. Bù! Dứt lời, Bùi Đông Lai ném lá thư về phía Nạp Lan Minh Châu. Thấy hành động của Bùi Đông Lai, ánh mắt mọi người đều hướng về phía phong thư kia. Tựa như thước phim quay chậm, mọi người chăm chú nhìn vào bì thư từ từ hạ xuống gần Nạp Lan Minh Châu. Giọng Bùi Đông Lai vẫn vang vọng bên tai, Nạp Lan Minh Châu trợn tròn mắt, há hốc mồm ra nhìn bức thư. Giờ khắc này nàng cảm thấy tựa như mình đang mơ. Bởi lẽ nàng luôn nghĩ rằng Bùi Đông Lai thi được thủ khoa trường đại học chỉ để muốn nàng thực hiện ước định hôn sự hơn một tháng trước, muốn nàng lấy hắn. Nhưng nàng nằm mơ cùng không ngờ phế vật như Bùi Đông Lai lại đá nàng. Không chỉ Nạp Lan Minh Châu, ngay cả Nạp Lan Trường Sinh cũng bất ngờ. Nếu không tối qua hắn cũng sẽ chẳng nổi giận vì hành động tự tung tự tác của Nạp Lan Minh Châu khi mà hắn chưa biết thân phận thực của Lâm Phong. Mà Lâm Phong là kẻ kinh ngạc nhất. Vốn hắn nghĩ cha con Bùi Vũ Phu cùng Bùi Đông Lai là tầng lớp thấp hèn trong xã hội. Một con cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, có thể sao? Có. Lá thư kia là niềm vui với chủ của nó, nhưng cũng là một cái tát đau đớn cho Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan gia. Ngươi,
ngươi lại dám làm vậy? Nạp Lan Minh Châu khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai hỏi. Cha, chúng ta đi. Bùi Đông Lai không thèm quan tâm tới Nạp Lan Minh Châu mà quay đầu bỏ đi, hắn nhìn Bùi Vũ Phu cười tỏ ý xin lỗi. Bùi Vũ Phu thấy thế cũng cười ngây ngô đứng dậy, chuẩn bị cùng Bùi Đông Lai rời đi. Thấy hai người sắp đi, Nạp Lan Minh Châu vẫn chưa tỉnh ra, Nạp Lan Trường Sinh cùng đám người Nạp Lan gia kia cũng kiêng kỵ Bùi Vũ Phu nên chẳng dám làm gì. Nạp Lan Trường Sinh không dám giữ cha con họ Bùi nhưng Lâm Phong lại dám, bởi hắn vẫn chưa hề biết thân phận thực sự của Bùi Vũ Phu. Thấy cơ hội tốt nhất để lấy uy trước mặt Nạp Lan gia, Lâm Phong đứng dậy lạnh lùng nói. Ai cho các người rời đi, đứng lại cho ta. Lâm Phong nói khiến Bùi Đông Lai nhíu mày, quay lại lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Đây là chuyện của ta và Nạp Lan gia, có liên quan gì tới ngươi sao? Tiểu tử, Nạp Lan thúc không chấp nhận bởi hắn nể tình cũ, là người trọng tình trọng nghĩa, bằng không chỉ với những lời mày vừa nói cũng đủ để băm mày cho ăn. Lâm Phong cười lạnh, hắn vẫn cho rằng Nạp Lan Trường Sinh không giữ Bùi Vũ Phu lại cũng là vì tình xưa. Nể tình cũ, trọng tình trọng nghĩa, dường như Bùi Đông Lai đang nghe chuyện đáng cười nhất thế giới, vừa muốn đáp trả lại phát hiện thân thể mình cứng đờ, không thể kiểm soát được. Việc này khiến Bùi Đông Lai cả kinh, nhưng nhớ tới Tiêu Phi hắn lại cảm thấy vui vẻ. Bởi theo lời Tiêu Phi, nếu tình huống trí nhớ hỗn loạn và thân thể cứng đờ lặp lại thì đại biểu cho giai đoạn dung hợp thứ hai bắt đầu. Sau đó, đúng như lời Tiêu Phi lúc trước, thân thể Bùi Đông Lai mất đi sự khống chế. Trí nhớ trở nên hỗn loạn, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đông Lai. Bùi Vũ Phu thấy sắc mặt con trai khác thường vội lao tới. Dù trí nhớ bắt đầu hỗn loạn nhưng bằng ý chí kiên cường, Bùi Đông Lai vẫn cố sức lắc đầu cười nói. Cha, con không sao. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, chơi với ta thì ngươi còn quá non nớt. Thấy Bùi Đông Lai cắn răng chịu đựng. Nạp Lan Minh Châu tưởng hắn bị Lâm Phong dọa cho sợ vỡ mật nên bắt đầu thực hiện âm mưu. Nàng hao tâm tổn sức dụ dỗ Lâm Phong tới Nạp Lan ra chẳng phải vì muốn sỉ nhục cha con họ Bùi sao. Ha ha, xem ra ngươi còn dám kiêu ngạo nữa hay không? Nhìn sắc mặt tái nhợt của Bùi Đông Lai, Nạp Lan Minh Châu cười giòn giã, Lâm Phong càng thêm thỏa mãn với hư vinh của Lâm gia cho hắn, hung tợn nói. Tiểu tử, hôm nay ở trước mặt tao. Hoặc cha con mày quỳ xuống nhận sai, hoặc là bò ra ngoài. Lời Lâm Phong nói Bùi Vũ Phu không thèm quan tâm, hắn chỉ lo lắng cho Bùi Đông Lai. Thật không sao chứ? Dạ. Bùi Đông Lai lau mồ hôi lạnh, sắc mặt đã khá hơn. Lúc này hắn đã bắt đầu khống chế được thân thể và trí nhớ hỗn loạn kia. Thấy sắc mặt Bùi Đông Lai khá dần lên, Bùi Vũ Phu quay sang nhìn Lâm Phong. Cha ngươi là Lâm Viễn? Hả? Ngạc nhiên khi Bùi Vũ Phu hỏi vậy, Lâm Phong ngẩn người ra. Trong mắt hắn, Bùi Vũ Phu chỉ là gã nông dân. Giờ lão nông dân ấy lại dám gọi tên cha hắn. Mà cha hắn, dù ở thủ đô cũng là người có máu mặt. Việc này khiến hắn nghi ngờ mình bị lãng tay. Ngay sau đó, chưa đợi Lâm Phong lấy lại tinh thần thì Bùi Vũ Phu đã dọa cho hắn sợ tới mức ngất xỉu. 20 năm trước, ta đánh cha ngươi ở khách sạn tại Yên Kinh. Ông ngươi ngay cả cái rắm cũng khôn dám phóng, giờ ngươi lại dám nói đem con ta cho chó ăn. Còn muốn hai cha con ta lại ngươi nhận sai sao? Nói xong, dáng người què quặt đã 18 năm kia đã đứng thẳng dậy, vô cùng ngạo nghễ, sát khí hừng hực tỏa ra. Oanh! Lâm Phong nghe như sấm rền bên tai, hắn run rẩy ngã phịch xuống ghế. Hắn chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn Bùi Vũ Phu bằng vẻ mặt khó tin. Ngươi là ai? Bùi Vũ Phu, dù ngươi lợi hai cỡ nào thì đó cũng là quá khứ rồi. Chưa đợi Bùi Vũ Phu trả lời, nụ cười trên mặt Nạp Lan Minh Châu đã biến mất, nhìn cha con họ Bùi bằng ánh mắt đầy hận ý. Trong mắt nàng, Bùi Vũ Phu đang cố tỏ vẻ. Hả? Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, Bùi Vũ Phu khẽ cười. Ngươi cứ hỏi cha mình xem hắn dám giữ ta lại hay không? Nói xong, Bùi Vũ Phu nhìn về phía Nạp Lan Trường Sinh. Ánh mắt tựa như thần linh nhìn xuống đám kiến đầy vẻ khinh thường. Dám sao? Bên tai vang vọng những lời điên cuồng của Bùi Vũ Phu, cảm nhận được ánh mắt châm chọc của Bùi Vũ Phu, Nạp Lan Trường Sinh đã biết niềm kiêu hãnh của Nạp Lan gia đã bị cha con họ Bùi chà đạp. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nhưng, hắn cũng không dám lập tức trở mặt, tựa như đang muốn tính toán thiệt hơn với Bùi Vũ Phu. Thì ra ngươi là Bùi Vũ Phu.
dù Nạp Lan Trường Sinh không dám làm điều ngu ngốc, nhưng sau khi Lâm Phong lục lại trí nhớ liền cười lạnh. Vốn dĩ rất nhiều người nghĩ người đã chết, không ngờ lại còn sống, đúng là kỳ tích. Nói xong Lâm Phong nhìn Nạp Lan Trường Sinh. Nạp Lan thúc, Bùi Vũ Phu mạnh mẽ cũng chỉ là quá khứ, người không cần sợ. Trái lại, chỉ cần đưa tin này ra ánh sáng, công khai tai nạn của hắn thì chẳng bao lâu hắn sẽ bốc hơi khỏi thế gian. Tựa như Lâm Phong nhắc nhở Nạp Lan Trường Sinh gì đó, Nạp Lan Trường Sinh cũng bình tĩnh trở lại, hắn cố gắng muốn nói gì đó. Nhưng lời chưa nói ra Bùi Vũ Phu đã chặn lại. Trước ánh mắt của đám người, Bùi Vũ Phu quay lại vỗ vai Bùi Đông Lai với nụ cười ngây ngô suốt 18 năm qua. 20 năm trước ta ném cha hắn ra khỏi khách sạn Yên Kinh như rác rưởi, hôm nay hắn nói muốn băm con cho chó ăn, như vậy thì con đánh hắn cho ta, bắt hắn quỳ xuống cầu xin con tha thứ mới thôi. Trong mắt Bùi Vũ Phu, vừa rồi Bùi Đông Lai không thể khống chế cảm xúc vì bị Lâm Phong đe dọa là việc không tốt cho lắm. Hắn tức giận là vì vậy. Bá! Thấy lời ngông cuồng của Bùi Vũ Phu, Lâm Phong cùng đám Nạp Lan Trường Sinh biến sắc. Tốt! Bùi Đông Lai thản nhiên đáp. Mặc dù hắn không hiểu vì sao người cha 18 năm ngây ngô đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng, tới giờ hắn chưa từng nghi ngờ đến qua tử của mình. Cũng như vậy, qua tử của hắn cũng luôn luôn tin hắn. Trước ánh mắt khiếp sợ của đám người Nạp Lan gia, Bùi Đông Lai gật đầu với Bùi Vũ Phu, lại liếc mắt nhìn Lâm Phong chuẩn bị ra tay. 3. Bùi Đông Lai chưa tới Nạp Lan Trường Sinh đã đứng ra ngăn cản. Khí thế tựa như núi lửa phun trào, tựa như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Giờ khắc này, hắn đã bị sự cuồng ngạo của Bùi Vũ Phu chọc giận. Hắn cũng muốn dùng cách này bảo vệ Lâm Phong nhằm thành công ngồi chung một chiếc thuyền với Lâm gia. Nạp Lan Trường Sinh chặn đường Bùi Đông Lai, ánh mắt sắc bén nhìn Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu, người đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Bùi Vũ Phu đã động. Đột nhiên hắn biến mất tựa như chưa từng xuất hiện. Đúng vậy. Đột nhiên biến mất. Bất động như sơn, chuyển mình như thiểm điện. Bốp. Lúc mọi người nhìn thấy Bùi Vũ Phu thì âm thanh giòn giã vang khắp đại sảnh. Nạp Lan Trường Sinh bay vụt đi, miệng không ngừng thổ huyết. Hắn bị Bùi Vũ Phu tát bay ra ngoài. Thời gian trôi qua rất chậm. Bùi Vũ Phu tựa như ngọn núi sừng sững chắn trước người Bùi Đông Lai, vô cùng ngạo nghễ. Nạp Lan Trường Sinh như diều đứt dây bay ra ngoài, nện vào vách tường. Khóe miệng hắn ứa máu, một bên má lõm vào trong lộ ra da xương trắng cùng thịt nát bấy, máu không ngừng chảy ra nhìn vào thì cực kỳ kinh khủng. Cực kỳ khiếp sợ. Hắn không ngờ Bùi Vũ Phu lại ra tay. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Bùi Vũ Phu biến mất 18 năm, chẳng những công phu không giảm đi mà còn đạt tới cảnh giới hắn không thể lý giải được. Trong ký ức của hắn, 18 năm trước. Bởi vãn tình chết đi mà Bùi Vũ Phu tự phế đi một chân mình. Đám người Nạp Lan gia, Lâm Phong và A Cửu đều trợn mắt há mồm, khuôn mặt cứng đờ ra. Bọn họ không ngờ Bùi Vũ Phu không nói gì cả thì đã liền ra tay, mà chỉ tát một cái đã khiến Nạp Lan Trường Sinh bay ra ngoài. Tiểu Vương gia, qua cơn khiếp sợ, cận vệ A Cửu tỉnh táo nhất vội lao tới hét lớn, hắn cố gắng giúp Nạp Lan Trường Sinh tiếp đất. Lúc này hắn làm hết khả năng của một bảo tiêu. Hắn lại quên rằng Nạp Lan Trường Sinh vốn là cao thủ hàng đầu. Bù! Thân thể Nạp Lan Trường Sinh sắp va vào vách tường, đột nhiên eo hắn phát lực nhẹ nhàng tiếp đất. Tuy nhiên sự khiếp sợ vẫn in sâu trên gương mặt Nạp Lan Trường Sinh. Hắn không thèm lau vết máu mà trừng mắt nhìn Bùi Vũ Phu. Bá! Lúc này, toàn bộ những người còn lại cũng nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Lập tức kẻ bị Lâm Phong coi là nông dân nghèo đói đã trở thành tiêu điểm. Nạp Lan Trường Sinh, có phải ngươi cảm thấy Bùi Vũ Phu ta mất đi một chân sẽ không phải đối thủ của ngươi? Đối mặt với những ánh nhìn, Bùi Vũ Phu thản nhiên nhìn Nạp Lan Trường Sinh. Hay là ngươi cảm thấy ta biến mất 18 năm nên không thể đắc tội với Nạp Lan gia của ngươi và Lâm gia? Ta, nghe Bùi Vũ Phu chất vấn, Nạp Lan Trường Sinh muốn nói nhưng không thể phản bác. Toàn bộ những người còn lại cũng không dám hé miệng. Lúc này ánh mắt họ nhìn Bùi Vũ Phu đều là sự sợ hãi không thể che giấu. Những chuyện năm đó ngươi làm thì ta không hề truy cứu, thậm chí khi cha ta bỏ đi ta cũng nói giúp ngươi một lần. Bùi Vũ Phu nói tới đây, ánh mắt dần lạnh đi. Nhưng, con chó như ngươi không sửa được tật ăn phân,
vì một thằng nhãi của Lâm gia mà dám đối đầu với ta sao? Bùi Vũ Phu, người đã qua thời trai trẻ, người đừng quên năm đó bị dạy dỗ thê thảm ra sao? Có lẽ hắn biết mình đã trở mặt với Bùi Vũ Phu nên Nạp Lan Trường Sinh bất chấp tất cả. Dạy dỗ năm đó, ha ha ha. Bùi Vũ Phu cười lớn, âm thanh vang vọng như muốn xé toang tất cả. Chẳng lẽ tin tức về chuyện năm đó là giả? Tiếng cười cuồng vọng của Bùi Vũ Phu truyền tới, lòng Nạp Lan Trường Sinh thắt lại, cảm giác sợ hãi tràn ngập cõi lòng hắn. Nạp Lan Trường Sinh, công phu của ngươi do cha ta dạy, vốn trước khi cha ta chết có dặn, tuy ngươi tâm thuật bất chính nhưng cũng là đồ đệ của ông, còn dặn ta chiếu cố ngươi. Bùi Vũ Phu nói tới đây, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo tựa như tuyên án Nạp Lan Trường Sinh tội chết. Vốn ta muốn làm vậy, nhưng lúc này ta thay đổi chủ ý. Bá! Sát khí từ Bùi Vũ Phu tỏa ra, chưa đợi Nạp Lan Trường Sinh đáp lời, A Cửu đã bước tới chĩa súng vào Bùi Vũ Phu. Thấy hành vi của Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai cũng bất ngờ, theo bản năng hắn muốn bước tới đồng sinh cộng tử với cha mình. Giao cho cha! Bùi Vũ Phu quay lại trao cho Bùi Vũ Phu nụ cười ngây ngô suốt 18 năm, chưa đợi hắn đáp lời đã nhìn A Cửu mỉm cười nói. Hỏi chủ nhân của ngươi, trên thế giới này kẻ nào có thể dùng súng giết ta trong vòng 10 thước không? Trong vòng 10 thước dùng súng không thể giết chết sao? A Cửu chấn động, theo bản năng nhìn về phía Nạp Lan Trường Sinh, thấy đối phương thầm ra hiệu cho hắn không nên làm liều. Bá! Phát hiện này khiến A Cửu khiếp sợ. Bàn tay cầm súng không ngừng run rẩy. Hắn đã sợ đến vỡ mật. Không chỉ A Cửu, đám thành viên Nạp Lan gia cũng vậy. Ngay cả Nạp Lan Minh Châu và Lâm Phong cũng chết đứng. Hôm nay con ta ở đây nên ta không muốn giết người. Bùi Vũ Phu nhìn A Cửu lạnh lùng nói. Ta cho ngươi một cơ hội sống. Lời Bùi Vũ Phu nói vang vọng trong đầu A Cửu, hai chân hắn vẫn không ngừng run rẩy. Bắn hắn. Bùi Vũ Phu nhìn về phía Lâm Phong. Ta muốn phế hai chân hắn. Bắn Lâm Phong. Nghe Bùi Vũ Phu nói vậy, A Cửu run rẩy thiếu chút nữa đã làm rơi súng tựa như trên tay hắn đang cầm bom hẹn giờ vậy. Vô cùng hoảng sợ, A Cửu chỉ biết nhìn về phía Nạp Lan Trường Sinh. Nạp Lan Trường Sinh cũng bị Bùi Vũ Phu dọa khiếp. Hắn biết, nếu hộ vệ của mình phế đi hai chân Lâm Phong thì hậu quả sẽ ra sao. Nạp Lan thúc. Lâm Phong run rẩy. Hắn sợ sắp tè ra quần, nhìn Nạp Lan Trường Sinh bằng ánh mắt sợ hãi hét lớn. Ta chỉ đếm đến ba. Bùi Vũ Phu thấy A Cửu đứng trơ ra liền nói, giọng điệu cứng rắn. Nếu không ta sẽ thay đổi quyết định. Một. Vũ Phu. Nạp Lan Trường Sinh giật nảy mình hét lên, hắn chỉ gọi hai từ Vũ Phu tựa như muốn gợi lên tình xưa nghĩa cũ. Hai. Bùi Vũ Phu thản nhiên hô. Phù, phù. Lâm Phong quỳ rạp xuống đất. Chất lỏng màu vàng từ quần hắn không ngừng chảy ra. Vũ Phu, việc hôm nay là ta sai, mong ngươi hạ thủ lưu tình. Cuối cùng Nạp Lan Trường Sinh vẫn không dám để A Cửu nổ súng vào Lâm Phong. Lúc này chỉ là Bùi Vũ Phu bức bách Nạp Lan ra, nhưng nếu nổ súng Lâm ra sẽ trả thù, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Nạp Lan ra. Bùi Vũ Phu không đếm tới ba đã biến mất. Thấy vậy A Cửu vội vàng bóp cò theo bản năng. Ngay lúc này. A Cửu chưa kịp chạm vào cò súng thì Bùi Vũ Phu đã xuất hiện trước mặt hắn, tay hóa thành đao chém tới cổ tay A Cửu, sức lực cực lớn. Rắc, rắc, âm thanh giòn giã vang lên, cổ tay A Cửu đã gãy, lộ ra xương trắng, máu tuôn như suối. Phế tay A Cửu nhưng Bùi Vũ Phu vẫn không buông tha, đột nhiên phát lực. Xoẹt, tựa như âm thanh xé giấy, cánh tay A Cửu bị xé rách không chút khoan nhượng, máu thịt văng tứ tung. A Cửu thống khổ hét lên, hắn ngã lăn ra đất, thân thể không ngừng co giật. Chứng kiến cảnh tượng máu me này, sắc mặt Lâm Phong tái mét, bất tỉnh nhân sự. Nạp Lan Minh Châu thấy cảnh này cũng sợ hãi tột độ, không còn khống chế nổi thân thể. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, đáng tiếc ngươi lại không biết nắm lấy. Bùi Vũ Phu cầm súng lục, thản nhiên nhìn Nạp Lan Trường Sinh. Công phu cha ta dạy cho ngươi, hôm nay ta cũng sẽ thu hồi. Đoàng. Đoàng, 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 súng không ngừng nhả đạn. Nạp Lan Trường Sinh ngã xuống đất, máu tươi phun xối xả. Bùi Vũ Phu ném súng rồi xoay người bước về phía Bùi Đông Lai. Hắn không hề lo lắng đám người còn lại của Nạp Lan ra nhặt súng đối phó với mình. Nhìn Bùi Vũ Phu đang bước tới,
Bùi Đông Lai cố gắng tìm ra điểm chung gì đó giữa hình ảnh lúc này và con người 18 năm qua. Nhưng, dù hắn cố hết sức cũng chẳng tìm ra. Không quan tâm hơn thua, đi tới trước sân ngắm hoa nở hoa tàn. Đời vô tình nhìn mây trôi hờ hững. Nhân sinh của qua tử không cần phải giải thích. Bá! Mắt thấy Bùi Vũ Phu mang theo Bùi Đông Lai rời khỏi đại sảnh thì Nạp Lan Ngũ Khải cùng các thành viên trong Nạp Lan gia liền vò tới bên cạnh Nạp Lan Trường Sinh, đỡ Nạp Lan Trường Sinh dậy. Bởi vì Bùi Vũ Phu đã cắt đứt tứ chi của Nạp Lan Trường Sinh cho nên giờ phút này hắn căn bản không thể động đậy được, máu đổ khắp nơi, cả người giống như là một huyết nhân. Bùi Vũ Phu quả thật là khinh người quá đáng. Nhìn thấy máu chảy ra trong người Nạp Lan Trường Sinh, hai mắt Nạp Lan Ngũ Khải liền đỏ bừng. Vẻ mặt sát ý nói. Chúng ta không thể để hắn dễ dàng rời khỏi Nạp Lan gia như vậy. Đúng vậy, hiện tại ta liền thông chi cho người ở phía bên ngoài, kêu bọn họ ngăn cản Bùi Vũ Phu. Một gã thành viên trung tâm trong Nạp Lan gia liền mở miệng phụ họa. Không, không cần. Có lẽ bởi vì chảy máu quá nhiều nên Nạp Lan Trường Sinh lộ ra bộ dạng yếu ớt, lúc này nghe được hai người nói như vậy thì liền bật dậy, thế nhưng hắn lại hộc ra một ngụm máu tươi. Nghe được Nạp Lan Trường Sinh nói như vậy thì Nạp Lan Ngũ Khải cũng các thành viên khác trong Nạp Lan gia liền cảm thấy không cam tâm, đồng thời trước tiên mọi người lau vết máu nơi khóe miệng của Nạp Lan Trường Sinh. Ngươi, các ngươi ngăn không được hắn. Sắc mặt của Nạp Lan Trường Sinh trở nên trắng bệch, nói. Thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ, bảo tiêu của Nạp Lan gia cũng không thể nào gây được uy hiếp đối với hắn. Ca, vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Nạp Lan Ngũ Khải hiện lên vẻ không cam lòng, phải biết rằng ở Đông Bắc này thì Nạp Lan gia là gia tộc hạng nhất hạng nhì, hiện tại lại bị Bùi Vũ Phu gây ra sức ép như thế. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài thì Nạp Lan gia không thể sống yên được. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nạp Lan Trường Sinh nhìn thoáng qua Lâm Phong hôn mê, tức giận nói. Trước mắt thì hãy đỡ ta cùng với A Cửu đi băng bó, sau đó rồi khiêng Minh Châu cùng với Lâm Phong đi. Dạ. Nghe Nạp Lan Trường Sinh nói như thế thì Nạp Lan Ngũ Khải mới kịp phản ứng, việc quan trọng đầu tiên là phải đem Nạp Lan Trường Sinh cùng với A Cửu đi cấp cứu chứ không phải là phải thương lượng nên đối với Bùi Vũ Phu ra sao. Hiểu được điều này cho nên Nạp Lan Ngũ Khải liền thông chi cho đám người ở phía dưới, nhưng lúc này hắn lại thấy được Nạp Lan Minh Châu đang nằm trên mặt đất bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra. Mở mắt ra thì việc đầu tiên Nạp Lan Minh Châu nhìn thấy đó chính là vũng máu đầm đìa từ cánh tay bị đứt của A Cửu. A, thấy được điều này thì Nạp Lan Minh Châu liền thất thanh hét lên một tiếng, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh, sau đó nàng liền ói mửa. Hộc, phun, Nạp Lan Minh Châu ngừng lại. Bởi vì, nàng nhìn đến phụ thân của mình. Người nắm quyền ở Nạp Lan gia, được xưng là Đông Bắc Tiểu Vương gia, là nam nhân hô phong hoán vũ ở Đông Bắc giống như là một con chó chết đang nằm trong lòng của Nạp Lan Ngũ Khải mà thở dốc. Thấy một màn như vậy thì Nạp Lan Minh Châu liền trợn tròn trong mắt, vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy. Nàng không tin, người phụ thân giống như là một vị thần trong lòng của nàng, hiện tại lại luân lạc tới một bộ dạng bi thảm như thế này. Bởi vì không tin cho nên nàng liền nhắm mắt lại, điên cuồng lắc đầu sau đó mở to mắt ra, cố gắng dùng phương thức này để có thể nhìn rõ thêm. Cha, người như thế nào rồi? Lúc này đây... Nạp Lan Minh Châu càng nhìn thì càng cảm thấy rõ ràng, vẻ mặt nàng trở nên hoảng sợ rồi chạy đến bên cạnh Nạp Lan Trường Sinh. Đối mặt của câu hỏi của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Trường Sinh liền không biết nên trả lời như thế nào đây. Là Bùi Vũ Phu đem cha biến thành bộ dạng như thế này sao? Mắt thấy Nạp Lan Trường Sinh không lên tiếng thì trong lòng Nạp Lan Minh Châu liền động, nàng liền đoán ra được cái gì đó, run rẩy lên mà hỏi. Minh Châu, con không nên hỏi. Mắt thấy Nạp Lan Trường Sinh không nói, hai mắt của Nạp Lan Ngũ Khải đỏ lên, nói. Con về phòng trước đi, sau đó hãy qua gặp Lâm Phong. Ta sẽ đem cha con đi băng bó. Hai chân của Nạp Lan Minh Châu mềm nhũn, cả người sụi lơ ở trên mặt đất. Vì cái gì, vì sao lại như vậy? Trong đại sảnh, Nạp Lan Minh Châu giống như là bị u mê vậy, lầm bầm nói. Bùi Vũ Phu hắn làm sao lại dám làm như vậy? Dường như cho đến giờ phút này thì Nạp Lan Minh Châu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cho tới này, bởi vì trên đỉnh đầu của Nạp Lan Minh Châu là quầng sáng của Nạp Lan gia cho nên nàng mới kiêu ngạo.
Bởi vì kiêu ngạo cho nên nàng mới khinh thường tên phế vậy Bùi Đông Lai kia, khinh thường luôn cả Bùi Vũ Phu. Mà hiện giờ trong sơn trang của Nạp Lan gia, Bùi Vũ Phu lại dám phế đi Nạp Lan Trường Sinh rồi nghênh ngang bỏ đi, mà Nạp Lan Trường Sinh ngay cả dám cũng không dám phóng ra một cái. Loại tương phản này giống như một cái búa tạ trực tiếp đập nát phần kiêu ngạo trong nội tâm của nàng. Nói xong thì Nạp Lan Minh Châu liền điên điên khùng khùng bò đến dưới chân của Nạp Lan Trường Sinh, nói. Thực xin lỗi cha, là con không tốt, đã làm liên lụy đến người. Giờ phút này một người tự cao tự đại như Nạp Lan Minh Châu rốt cục cũng đã tiếp nhận sự thật sỉ nhục này. Đồng thời lần đầu tiên trong lòng hàng xuất hiện cảm giác hối hận. Nhưng mà, nàng đã quên lúc nàng đi tới Trầm Thành để gặp mặt Bùi Vũ Phu, nàng không để ý đến phần nhân tình kia mà lộ ra biểu hiện cay nghiệt để từ hôn. Nàng cũng quên, lần đầu tiên gặp Bùi Đông Lai nàng đã vong ân bội nghĩa, sau đó nàng còn trước mặt bao nhiêu người mà vũ nhục Bùi Đông Lai. Nàng còn quên, trong lúc nàng đã thành công mê hoặc được Lâm Phong đi vào Nạp Lan gia, thành công thuyết phục được Nạp Lan Trường Sinh, sau đó nàng mong mỏi cha con Bùi Đông Lai đến đây sẽ rước nhục vào người. Nàng càng quên lúc trước sau khi Lâm Phong nói câu đem Bùi Đông Lai băm ra rồi cho chó ăn thì vẻ mặt Bùi Đông Lai trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm địa thì nàng vui vẻ biết bao, vui sướng thì thấy người khác gặp họa. Nhìn vẻ mặt hối hận của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Trường Sinh đã cảm thấy hối hận. Hối hận khi đã đánh giá thấp thực lực của Bùi Vũ Phu, hối hận vì bản thân mình đã xử lý chuyện này một cách qua loa. Nhưng mà, hối hận thì hối hận nhưng Nạp Lan Trường Sinh lại thấy được Lâm Phong đang nằm hôn mê dưới đất, nhất thời thì trong con mắt tràn ngập vẻ hận ý. Bùi Vũ Phu chuyện này còn chưa chấm dứt đâu. Chấm. Đối với Nạp Lan gia sẽ làm như thế nào thì Bùi Vũ Phu cũng không quan tâm, nói chính xác là không lo lắng. Khi đám bảo tiên vừa đến đại sảnh, nhìn vào vũng huyết tinh trong ấy mà bị dọa đến vỡ mật, thì Bùi Vũ Phu đã lên chiếc taxi cũ nát, nghênh ngang chạy ra khỏi trang viện Nạp Lan gia. Trong chiếc taxi, Bùi Đông Lai cũng chưa hồi phục lại tinh thần, hắn ngồi ở vị trí phụ lái, vẻ mặt ngẩn ra. Không biết qua bao lâu, lúc này Bùi Đông Lai mới lấy lại được tinh thần, theo bản năng thì quay lại nhìn về phía Bùi Vũ Phu, kết quả là hắn vẫn thấy khuôn mặt tươi cười phúc hậu kia. Qua tử. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia thì Bùi Đông Lai lại cảm thấy ấm lòng đồng thời hắn không nhịn được mà nói. Người quả thật rất ngưu bức. Bùi Vũ Phu lại cười, cười đến ngu hơn. Qua tử, đừng có cười nữa. Thấy bộ dạng ngây ngốc của qua tử thì Bùi Đông Lai lại cười khổ. Người ra tay ác như thế, lỡ như sau này bọn họ trả thù thì phải làm sao bây giờ? Đối với Bùi Đông Lai mà nói. Tuy rằng hắn thấy được thân thủ khủng bố của Bùi Vũ Phu nhưng mà hắn vẫn lo lắng sau này sẽ bị trả thù. Không có việc gì, bọn hắn không dám trả thù. Bùi Vũ Phu thản nhiên nói. Bởi vì, bọn hắn sợ ta giết bọn hắn. Cả đầu Bùi Đông Lai nổi lên một trận hắc tuyến. Qua tử, xã hội này không phải là người nào có nắm đấm cứng hơn thì lợi hại hơn đâu a. Đạo lý đúng là như vậy. Bùi Vũ Phu nhếch môi, cười nói. Nhưng mà bọn hắn cũng nên biết vua cũng thua thằng liều. Bùi Đông Lai không nói gì. Ta biết hôm nay con đi là chỉ muốn bỏ Nạp Lan Minh Châu sau đó đợi một ngày khác sẽ đi đến Nạp Lan gia. Bùi Vũ Phu thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, vẻ tươi cười trên mặt liền thu lại, ánh mắt dịu dàng nói. Nguyên bản là ta tính toán là sẽ không nhúng tay vào, kết quả là tên tiểu tử Lâm gia đó lại nói một câu làm cho sắc mặt của con trở nên trắng bệch cho nên ta cảm thấy tức giận. Qua tử, không phải là ta bị hắn hù sợ. Bùi Đông Lai vốn định nói ra tình hình thực tế lúc này cho Bùi Vũ Phu nghe nhưng lại sợ Bùi Vũ Phu lo lắng cho nên hắn cũng đành thôi. Đi Đông Hải thì không nên gây chuyện nhưng cũng không cần phải sợ chuyện gì. Bùi Vũ Phu cũng không có để ý, tiếp tục nói. Qua tử, thật sự con. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Trời sập xuống thì có qua tử khiêng. Giọng nói của Bùi Vũ Phu không lớn nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. 18 năm trước, hắn vì vợ mà quy ẩn. Hôm nay, hắn vì con của mình mà xuất sơn. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời thiêu đốt cả mặt đất, chiếu thẳng vào bên trong Nạp Lan sơn trang. Nhưng mà, dưới một dạng nóng bức như vậy thì tất cả thành viên trung tâm của Nạp Lan gia đều phải trở lại sơn trang. Trong này người nào cũng không có cảm giác nóng bức mà thay vào đó là một cỗ âm lạnh tràn ngập cả sơn trang. Vẻ âm lãnh này đã làm cho lòng của bọn họ phát lạnh.
Tất cả chuyện này chỉ là vì vào lúc 3 ngày trước, Bùi Vũ Phu đã ở trong Nạp Lan Sơn Trang đánh Nạp Lan Trường Sinh cùng với A Cửu trở thành tàn phế. Biệt thự số 1 trong Sơn Trang, Nạp Lan Dịch Đức mới khỏi bệnh nặng đang ngồi trên ghế thái sư ở trong đại sảnh, bao gồm cả Nạp Lan Trường Sinh ở bên trong, tất cả thành viên trung tâm của Nạp Lan ra theo địa vị mà ngồi vào vị trí của mình. Trên ghế thái sư, đôi chân mày của Nạp Lan Dịch Đức nhíu lại, bộ mặt hết sức khó coi. Mà một bên Nạp Lan Trường Sinh người được xưng là Đông Bắc Tiểu Vương gia cũng không nắm cái tẩu thuốc giống hàng ngày, mà là cũng cau mày giống Nạp Lan Dịch Đức, vẻ mặt khá tự trách. Ngay cả hai người Nạp Lan Dịch Đức cùng với Nạp Lan Trường Sinh đều như thế, những người khác thì những người khác có thể suy nghĩ là biết. Áp lực trong đại sảnh đã làm cho người ta cảm thấy ngạt thở. Thân là chủ nhân phía sau của Nạp Lan gia, sở dĩ Nạp Lan Dịch Đức chọn Nạp Lan Trường Sinh làm người nối nghiệp là bởi vì hắn thấy được Nạp Lan Trường Sinh đã kế thừa hết y bát của hắn, biết tiến thoái hơn nữa lại có một thân võ nghệ ngạo thị quần hùng. Mà ở một vài năm trong quá khứ thì Nạp Lan Trường Sinh bằng vào năng lực của mình đã ngày càng củng có địa vị của Nạp Lan gia ở Đông Bắc càng thêm kiên cố hơn nữa lại còn có xu thế xuôi nam. Điều này làm cho Nạp Lan Dịch Đức có chút vui mừng đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn khi bản thân mình giao Nạp Lan gia cho Nạp Lan Trường Sinh. Nhưng mà, ở giờ khắc này, nhìn bộ dạng áy náy của Nạp Lan Trường Sinh thì Nạp Lan Dịch Đức không khỏi thở dài. Không có trách cứ, cũng không có thất vọng. Chính là thở dài. Bởi vì Nạp Lan Dịch Đức biết rất rõ ràng, giữa Bùi Vũ Phu và Lâm gia thì lựa chọn nào cũng khó, nếu đổi là hắn thì hắn cũng sẽ lựa chọn giống với Nạp Lan Trường Sinh. Cha, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nạp Lan Trường Sinh lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn Nạp Lan Dịch Đức, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng áy náy. Nạp Lan Trường Sinh vừa nói xong thì tất cả mọi người trong Nạp Lan gia liền đem ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Dịch Đức. Tình huống hiện tại như thế nào? Nạp Lan Dịch Đức trầm giọng hỏi. Sắc mặt Nạp Lan Trường Sinh hết sức khó coi, nói. Tình huống trước mắt thì Lâm gia cũng không có bất kỳ biểu thị nào. Con từng ám chỉ đi Yên Kinh để bái phỏng Lâm Viễn nhưng bị cự tuyệt. Mặt khác, trong 3 ngày hôm nay Bùi Vũ Phu đã biến mất, chẳng biết là đi đâu. Trường Sinh, theo ý người thì vì sao Lâm gia lại không có tỏ vẻ? Nạp Lan Dịch Đức hỏi một cách thâm ý. Cá nhân con cho rằng có hai nguyên nhân, thứ nhất Lâm Phong tuy rằng là con của Lâm Viễn, lại là một người lớn nhất trong đám người cùng lứa ở Lâm gia nhưng mà hắn lại không được Lâm lão gia tử coi trọng, địa vị ở Lâm gia cũng không cao. Thứ hai, có lẽ Lâm gia sợ Bùi Vũ Phu chó cùng dứt dậu. Nạp Lan Trường Sinh mở miệng nói, hắn thật hối hận khi không có điều tra thân phận của Lâm Phong ở Lâm gia mà đã làm ra một sự lựa chọn. Lý do thứ nhất của ngươi miễn cưỡng có thể được thông qua. Trong con người của Nạp Lan Dịch Đức lóe lên vẻ thông minh, nói. Nhưng không chỉ có như vậy, Lâm gia thờ ơ, trong con mắt của ta đó là bởi vì thứ nhất chuyện này không có tạo thành nguy hại đối với Lâm gia, thứ hai Lâm gia kiêng kỵ Bùi Vũ Phu, không phải sợ Bùi Vũ Phu chó cùng dứt dậu mà chuyện này có liên quan đến sự vắng mặt 3 ngày gần đây của Bùi Vũ Phu. Phụ thân, ngài là nói. Trong lòng Nạp Lan Trường Sinh khẽ động, cả người liền cảm thấy lạnh. Nếu như Bùi Vũ Phu chỉ bằng một thân võ lực, hẳn là không dám dương oai ở Nạp Lan gia, dù sao thì võ lực cũng không thể giải quyết hết mọi chuyện, sự việc 18 năm trước của hắn đủ để nói lên điều này. Nạp Lan Dịch Đức thở dài. Nếu ta đoán không sai, tuy rằng hắn đã thoái ẩn 18 năm nhưng mà đã lưu lại không ít thế lực mà không ai có thể biết. Mà Lâm gia đã thông qua con đường đặc thù mới biết được tất cả chuyện này. Bá! Ngạc nhiên khi nghe được Nạp Lan Dịch Đức nói như vậy thì bao gồm của Nạp Lan Trường Sinh bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Trường Sinh, ta biết hiện tại phỏng chừng con muốn đi điều tra rốt cuộc thế lực để lại của Bùi Vũ Phu như thế nào, nhưng mà ta cho rằng không cần điều tra. Hiện giờ Bùi Vũ Phu cùng với Nạp Lan gia của chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, nếu lại đi trêu chọc hắn, lấy thủ đoạn cùng với tính cách của hắn thì chỉ sợ là sẽ khiến Ngọc Thạch câu phần. Chuyện này nên dừng ở lại đây. Chúng ta đành phải nuốt cục tức này, ngoảnh mặt làm thinh là tốt rồi. Nạp Lan Dịch Đức giải quyết dứt khoát. Mặt khác, nhà đầu Minh Châu kia luôn tâm cao khí ngạo, chỉ sợ khó có thể chịu được đả kích lần này, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm lý trả thù. Trường Sinh, con đi nói cho nó biết, kêu nàng từ nay về sau không nên đi trêu chọc Bùi Vũ Phu nữa. Đã biết, thưa cha. Nạp Lan Trường Sinh liền đáp ứng. Trường Sinh ta biết con rất khó chịu.
nhưng mà lùi một bước trời cao biển rộng. Trong đôi mắt của Nạp Lan Dịch Đức lại toát lên vẻ quang mang âm trầm. Về phần Bùi Vũ Phu thì ta nghĩ nếu như hắn xuất sơn thì sẽ có người đối phó với hắn, chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu là tốt rồi. Nghe được Nạp Lan Dịch Đức nói như vậy thì cũng không có một ai dị nghị gì cả. Nhưng mà, trong lòng mọi người đều hiện ra một cái ý nghĩ, rốt cuộc là Bùi Vũ Phu đã để lại bao nhiêu thế lực. Coi như lúc Nạp Lan gia đang mở hội nghị thì lúc này ở Yên Kinh, trong thư phòng của một biệt thự. Một nam nhân trung niên đang ngồi ở trên ghế, trong tay kẹp theo một điếu thuốc lá nhưng không có hút, mà là dùng một loại ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn vào Lâm Phong đang đứng ở cách đó không xa. Ngày hôm nay, Lâm Phong so với ngày xưa thì có chút bất đồng. Hắn hoàn toàn thu hồi lại vẻ uy phong của Lâm Đại Thiếu gia, ngược lại hắn biểu hiện giống như là một đứa trẻ làm sai việc gì, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nam nhân trung niên. Thật là một đồ vô dụng. Qua một lúc sau, nam nhân trung niên bóp tắt tàn thuốc, mắng. Đối với lời giáo huấn của nam nhân trung niên thì hai chân của Lâm Phong không khỏi run lên, cảm giác kia hận không thể tìm một cái động nào để chui vào cho tốt. Gia gia của người là mở miệng nói, nếu như ngươi không làm việc đàng hoàng thì hắn sẽ hủy bỏ sự ủng hộ trong gia tộc đối với ngươi. Nam nhân trung niên lạnh lùng nói. Ân. Bên tai vang lên lời nói của nam nhân trung niên, Lâm Phong vốn là ngẩn ra nhưng sau đó phịch một tiếng, hắn đã trực tiếp quỳ té xuống đất. Cha, con sai rồi. Lâm Phong giống như là một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hắn biết rõ nếu mất đi sự ủng hộ của Lâm gia thì cái Lâm gia đại thiếu của hắn cũng trở thành hữu danh vô thực mà thôi, vầng sáng Lâm gia trên đầu của hắn yếu đi thì tương đương với việc ngã xuống. Ngươi biết mình sai ở chỗ nào chưa? Lâm Viễn, phụ thân của Lâm Phong tức giận mắng. Con không nên hao phí tâm tư đặt ở trên người một nữ nhân, mà phải chú tâm làm việc. Lâm Phong run run nói. Nghe được Lâm Phong nói như vậy thì Lâm Viễn không khỏi nhớ đến sau khi Lâm Phong từ Đông Bắc trở về rồi nhờ mình ra mặt, nhất thời hắn liền giận đến nghiến răng nói. Đem tâm tư đặt trên người nữ nhân thì thôi, còn nữa đầu óc của ngươi cũng không phải bán cho người khác, ngươi còn phải giúp lão nhân ra kiếm tiền. Lâm Phong biết rõ bản thân mình bị Nạp Lan Minh Châu lợi dụng, trong lòng hận cả hai người Bùi Đông Lai và Nạp Lan Minh Châu nhưng mà hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cũng không dám thở mạnh. Lâm Viễn không hề phát hỏa, chỉ châm một điếu thuốc rồi hút lấy, không biết là trong lòng đang nghĩ gì nữa. Mắt thấy Lâm Viễn không mở miệng giáo huấn mình thì Lâm Phong mới lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Lâm Viễn, yếu ớt hỏi. Cha, tên Bùi Vũ Phu kia thật sự là lợi hại như vậy sao? Cút! Nghe được Lâm Phong hỏi như thế, thân là quan lớn cấp phó bộ như Lâm Viễn giống như là bị đâm trúng chỗ uy hiếp, hắn nổi dập lôi đình thiếu chút nữa là cầm lấy gạt tàn thuốc đập vào đầu Lâm Phong. Lâm Phong sợ tới mức hồn phi phách tán, chật vật rời đi. Vẻ mặt Lâm Viễn phức tạp. Trong thư phòng liền lâm vào yên lặng giống như chết. Đúng như lời Ngô Chí Quốc nói, trong 3 ngày tiếp theo, gần như toàn bộ các trường đại học khắp cả nước đều phái người đến Trầm Thành tìm Bùi Đông Lai. Và mục đích của bọn họ chỉ có một, mời Bùi Đông Lai đăng ký vào học ở trường của họ. Cũng vì 3 ngày nay Bùi Vũ Phu không có ở nhà. Nên Bùi Đông Lai chỉ có thể tự mình ứng phó với các vị lãnh đạo tới từ các trường đại học. Đối mặt với những điều kiện ưu đãi đủ để thỏa mãn những học sinh danh giá bình thường, nhưng Bùi Đông Lai lần lượt nhẹ nhàng từ chối, tỏ rõ thái độ mình đã quyết tâm đăng ký vào học ở Đại học Đông Hải. Cho dù Bùi Đông Lai tỏ rõ lập trường, nhưng những người này cũng không rời đi, mà cố đưa ra những điều kiện tốt hơn mong hắn suy nghĩ lại. Bùi Đông Lai liên tục lắc đầu, cả quá trình ứng phó quả thật khổ không nói thành lời. Giờ chắc không còn ai đến nữa chứ. Buổi chiều, kim đồng hồ đã chỉ 5 giờ, Bùi Đông Lai vừa tiến phó hiệu trưởng Đại học Hồng Kông cách xa ngàn dặm đến đây, vừa thở dài vừa tự hỏi. Cốc, cốc, chưa kịp cho Bùi Đông Lai dự định đáp án, tiếng gõ cửa lại vang lên. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt, đành phải tiếp tục đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên mang mắt kính, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Chắc là thời tiết khá nóng, và cũng có thể do vị khách này khá mập mạp, nên nhìn đầu ông ta toàn mồ hôi. Nhưng khi người đàn ông thấy cửa phòng mở cũng không lấy tay lau đi mồ hôi, mà là nở một nụ cười rạng rỡ nói. Xin hỏi, cậu có phải là Bùi Đông Lai? Tuy việc liên tục ứng phó với lãnh đạo các trường đại học là một chuyện hết sức đau đầu, nhưng hắn cũng biết,
những người này cất công đến mời hắn tới học, đối với hắn mà nói là một việc hết sức vinh quang và may mắn. Vì thế, hắn không biểu hiện chút kiêu ngạo nào của một trạng nguyên cả nước, không những thế, hắn luôn nói chuyện lễ phép, biểu hiện tôn kính với các vị lãnh đạo tới thăm. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Nghe người đàn ông trung niên hỏi thăm, Bùi Đông Lai gật gật đầu trả lời. Vâng, xin hỏi ngài là. Tôi là viện trưởng quản lý học viện của Đại học Đông Hải, tôi họ Hứa. Người đàn ông tự giới thiệu, nói rõ ý đồ đến. Tôi chịu ủy thác của hiệu trưởng Cổ đến đây tìm cậu. Xin chào Hứa viện trưởng, mời ngài vào. Biết được đối phương là viện trưởng quản lý học viện của Đại học Đông Hải, Bùi Đông Lai cũng hơi bất ngờ, liền cúi người chào, và làm thế mời vào trong. Hứa viện trưởng mỉm cười lau mồ hôi, rồi đi vào phòng. Trước khi đến ông cũng đọc qua tư liệu và biết được gia cảnh khá khó khăn của Bùi Đông Lai, nhưng mà... Nhìn vào cái ghế salon cũ nát trong phòng khách, xung quanh thì trống rỗng, làm ông có chút thất thần. Hứa viện trưởng, nhà của tôi bình thường ít khách, giờ cũng không có ly, tôi rót cho ngài một chén nước đun sôi để nguội dùng tạm, ngài đừng để ý. Khi Hứa viện trưởng còn đang thất thần, Bùi Đông Lai đem một chén nước đun sôi để nguội bưng đến trước mặt ông. Nhìn thấy cái bát sạch sẽ đựng nước đun sôi để nguội, trong lòng Hứa viện trưởng có chút xúc động, theo bản năng đưa hai tay tiếp nhận, sau đó chân thành nói cảm ơn. Bùi Đông Lai cười cười, ngồi vào một bên. Thân là viện trưởng quản lý học viện Đại học Đông Hải, Hứa Thế Hữu ở Đông Hải, hay thậm chí trong hệ thống giáo dục cả nước đều được xem là danh nhân, với thân phận của ông, bất kể đi đến đâu đều được người ta nhiệt tình tiếp đón. Hơn nữa lần nào tiếp đón cũng là khách sạn hay nhà hàng 5 sao, hoặc là những nơi sang trọng khác. Đối với Hứa Thế Hữu mà nói, hôm nay được người ta dùng nước sôi để nguội tiếp đón đúng là lần đầu tiên. Nhưng mà, ông không có chút mất lòng nào, mặt khác ông còn dùng hai tay bưng bát nước, uống một hơi cạn sạch không dư giọt nào. Cậu Đông Lai, buông bát nước, Hứa Thế Hữu nhìn Bùi Đông Lai đang mỉm cười bình tĩnh, ngữ khí trong lúc vô tình cũng thân mật rất nhiều. Lần này tôi theo chỉ thị của Cổ hiệu trưởng đến đây, cũng là đại biểu cho trường học tới cảm ơn cậu bỏ qua nhiều trường đại học danh giá hơn, đăng ký vào trường đại học của chúng tôi. Thứ hai, trước khi đến thì Cổ hiệu trưởng cũng đã phân phó cho tôi, nếu cậu có khó khăn gì cứ việc nói thẳng, trường học nhất định sẽ cố gắng giúp cậu giải quyết một cách tốt nhất. Cảm ơn ý tốt của Cổ hiệu trưởng và nhà trường. Bùi Đông Lai mỉm cười lắc lắc đầu. Hứa viện trưởng, tôi không có gì khó khăn. Nghe Bùi Đông Lai trả lời vậy, Hứa viện trưởng thật khá bất ngờ, sao lại muốn nói nhưng thôi, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt sắc bén nhưng kiên định của cậu ta, ông đành phải nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Vậy cậu Đông Lai, Cổ hiệu trưởng còn nói, sau này khi cậu đến Đông Hải thì nhớ gọi điện trước cho người, người rất muốn gặp cậu. Trầm ngâm một lát, Hứa viện trưởng không tiếp tục đề tài vừa rồi, bởi vì hắn nhìn ra được, Bùi Đông Lai tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng lại có được ngạo cốt đáng quý, mà không phải ngạo khí. Ngạo cốt bằng kiên định, cứng cỏi, ngạo khí bằng thói kiêu ngạo, kiêu kỳ. Bùi Đông Lai do dự một chút, gật gật đầu. Được. Đúng rồi, Đông Lai, phụ thân cậu có ở đây không? Mắt thấy Bùi Đông Lai gật đầu, Hứa Thế Hữu âm thầm thở phào, khi xem tư liệu hắn biết Bùi Đông Lai là mồ côi gia đình, chỉ có phụ thân. Ông ấy có việc đi ra ngoài. Bùi Đông Lai cười cười. Đúng rồi, Hứa viện trưởng, chắc ngài còn chưa ăn cơm chứ? Hứa Thế Hữu vốn cũng định rời đến đề tài ăn cơm, sau đó mời Bùi Đông Lai ra ngoài cùng ăn, tăng thêm chút cảm tình. Thật không ngờ Bùi Đông Lai lại chủ động nói trước đề tài. Điều này không khỏi làm cho Hứa Thế Hữu ngẩn ra, sau thì không khỏi cảm thán năng lực quan sát của Bùi Đông Lai khá mạnh. Tôi còn chưa có ăn, vừa xuống máy bay thì đi thẳng đến đây. Bất ngờ qua đi, Hứa Thế Hữu cười cười nói. Như vậy đi, cậu Đông Lai, nếu cha cậu không ở nhà thì để tôi đưa cậu ra ngoài ăn cơm ha. Được. Bùi Đông Lai cười gật đầu. Tôi mời ông. Nghe thấy Bùi Đông Lai nói vậy, Hứa Thế Hữu vốn muốn nói gì thêm, nhưng cảm giác được sự kiên định trong giọng nói của Bùi Đông Lai, ông cười khổ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Bùi Đông Lai đưa Hứa Thế Hữu tới một quán cơm bình dân khá nhỏ, đồ ăn Đông Bắc, nói thực chính là ba đồ ăn, canh miễn phí. Đối với Hứa Thế Hữu thân là viện trưởng Đại học Đông Hải mà nói, chiêu đãi thế này là quá mức bùn xỉn, nhưng mà hôm nay, Hứa Thế Hữu cảm thấy đây là một bữa ăn tối thoải mái nhất trong đời của ông. Sau khi ăn cơm xong, Hứa
Hứa Thế Hữu không quay lại nhà Bùi Đông Lai, mà chỉ đưa số điện thoại của hiệu trưởng cho hắn, rồi cáo từ đi về. Từ miệng Bùi Vũ Phu biết được cảnh giới thứ nhất trong việc luyện võ, Minh Kình, Bùi Đông Lai mặc dù biết, một khi bản thân sáp nhập vào linh hồn của Tiêu Phi, chỉ cần tăng thêm chút luyện tập, tuyệt đối có thể mạnh hơn cả cảnh giới Minh Kình. Tuy nhiên hắn cũng không vì thế mà chủ quan nhàn hạ. Ngược lại, việc dung hợp với linh hồn Tiêu Phi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của giai đoạn thứ hai, trong 3 ngày qua, sau khi tiếp đón các vị lãnh đạo trường học, hắn đều chạy ra bờ sông đánh quyền, hơn nữa thời gian so với Bùi Vũ Phu chỉ đạo còn lâu hơn. Tất cả chuyện này đơn giản là, cho tới nay, hắn không đem toàn bộ hy vọng thành công đặt trên việc dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, ngược lại, hắn thường xuyên nhắc nhở chính mình, nếu không thể thành công dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, bản thân mình phải chấp nhận sự thất bại đó sao? Đáp án là đương nhiên là không thể. Sau khi tiến Hứa Thế Hữu xong, Bùi Đông Lai không trở về nhà, mà như thường lệ, một mình chạy ra bờ sông đánh quyền. Màn đêm buông xuống, dưới bóng đêm mông lung, Bùi Đông Lai dựa theo quyền pháp mà Bùi Vũ Phu đã dạy hắn, vung quyền luyện lại một lần. Mỗi khi đánh xong một lần quyền pháp, Bùi Đông Lai ngồi xuống như ngồi thiền, sau đó nhớ lại quá trình đánh quyền vừa rồi, tự phân tích tự hỏi, rồi khoảng 10 p sau, hắn lại tiếp tục bắt đầu. Một quyền lại một quyền. Một lần lại một lần. Cũng chỉ là một bộ quyền pháp, Bùi Đông Lai không biết đã đánh bao nhiêu lần, cho đến khi bầu trời hoàn toàn đen kịt, hắn mới cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng hơi nhíu, mồ hôi rơi như mưa. Còn chưa đạt đến cảnh giới Minh Kình như lão què nói. Sau khi vắt khô áo, Bùi Đông Lai ngồi trên cỏ, nhìn sao trời thì thào tự nói, hơi có chút mất mát. Đã trải qua chuyện với Nạp Lan gia, Bùi Đông Lai đã thay đổi nhận thức đối với võ lực. Đối với hắn trước kia mà nói, hắn thấy thế giới này không phải là thế giới võ lực tối thượng, luyện võ chỉ xuất phát từ hứng thú, nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy được tuy rằng vũ lực không thể quyết định hết thảy mọi việc, nhưng có rất nhiều lúc vũ lực lại có thể đem tới tác dụng quyết định. Bởi vậy ngay lúc này, hắn đang luyện võ để chuẩn bị cho điều kiện quật khởi. Nhưng mà, với việc Bùi Đông Lai đã luyện tập quyền pháp này rất nhiều lần, nhưng không thể đạt đến như lời mà Bùi Vũ Phu đã nói, xuất ra quyền phong. Lần này, Bùi Đông Lai thấy rất rõ ràng, lực lượng và tốc độ của hắn đều không kém, ngược lại còn rất mạnh, sở dĩ không thể xuất ra được quyền phong, hoàn toàn là do hắn chưa nắm giữ phương pháp hay chính xác là kỹ xảo. Cảm giác như lực lượng, tốc độ, ý thức rất tốt, nhưng vì không có trụ cột, không thể một bước lên trời trở thành siêu sao như bình thường được. Tiêu Phi, tuy rằng ngươi đã nói ta gần như có thể 100% dung hợp với linh hồn của ngươi, nhưng mà... Trước khi hoàn toàn dung hợp, ta muốn tự mình đạt tới cảnh giới Minh Kình. Mấy phút đồng hồ sau, Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, phun rụng cành cỏ trong miệng, cảm xúc mất mát trở thành hư không, sau đó là sự tự tin không gì sánh kịp. Ta muốn siêu việt hơn ngươi. Qua tử đã về. 10 giờ đêm, Bùi Đông Lai trở lại tiểu khu Hòa Bình, phát hiện đèn trong nhà mình đang sáng, điều này làm cho hắn rất vui, đồng thời cũng có chút tò mò, lão què nói ra ngoài làm việc. Đi liền một mạch 3 ngày, cũng không biết đi làm cái gì nữa. Tò mò rất nhiều, Bùi Đông Lai dẫm mạnh bàn chân, chạy nhanh về nhà. Trong phòng khách, Bùi Vũ Phu đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Bùi Đông Lai đang chạy vội tới, mỉm cười dụi tắt tàn thuốc trong tay, sau đó lấy ra một bao thuốc bột đen xì đủ để cho người luyện võ điên cuồng cướp giật, đi đến phòng tắm, đổ đống thuốc bột vào bồn, rồi bắt đầu xả nước ấm. Chuẩn bị xong mọi việc, Bùi Vũ Phu xoay người đi tới cửa trước. Nắm lấy núm xoay mở cửa phòng. Khi cửa phòng mở ra, Bùi Đông Lai cũng vừa lúc xuất hiện trước cửa. Lần này, Bùi Đông Lai cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì, hắn biết, người luyện võ, thính lực so với người thường thì cao hơn không biết bao nhiêu lần, mà công phu của Bùi Vũ Phu còn trâu bò như vậy, thính lực đương nhiên là biến thái. Mới luyện quyền về à? Bùi Vũ Phu xuất ra bản mặt, nụ cười ngây ngô, 18 năm không thay đổi nói. Ta đã pha nước ấm cho rồi, người uống nước nghỉ ngơi một chút, lát nữa rồi đi tắm. Đông Lai gật đầu đi vào phòng, sau đó hỏi. Qua tử, 3 ngày nay lão đi làm gì thế? Ta đi Vân Nam một chuyến, đi với Miêu Gia Gia của ngươi mua một ít dược liệu. Bùi Vũ Phu cười nói. Bùi Đông Lai ngẩn ra. Chẳng lẽ là dược liệu cải thiện thể chất? Thân thể của ngươi mặc dù so với người thường thì mạnh hơn nhiều. Thậm chí không kém so với những người luyện võ,
nhưng mà nếu so sánh với các cao thủ võ thuật chân chính, vẫn còn kém xa, nên ta muốn dùng dược liệu cải thiện thể chất cho ngươi. Bùi Vũ Phu thật cũng không có giấu giếm. Qua hôm nay, sau này ngươi không thể dùng lại dược liệu để cải tạo thân thể nữa, tất cả phải dựa vào bản thân ngươi kiên trì luyện võ mới được. Ta hiểu. Bùi Đông Lai đương nhiên biết, dựa vào dược liệu cải thiện thân thể, tuy rằng có thể nâng cao tố chất thân thể lên rất nhiều, nhưng mà... cao thủ chân chính phải dựa vào tính kiên trì luyện võ không chút lơ là, mới bảo đảm cho thân thể luôn bảo trì trong trạng thái tốt nhất. Cũng vì căn phòng kiểu nhà cũ những năm thập niên 90 này là do Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu ở thuê, nói là phòng tắm nhưng thật ra cũng chính là buồng vệ sinh, chỉ là ở giữa có tấm vải mảnh che chắn. Khi Bùi Đông Lai tiến vào phòng tắm, nước trong bồn tắm ngập hơn nửa bồn, mà còn đậm đặc màu đen, nóng hôi hổi. Có lẽ là do trước đây đã từng pha chế thuốc trong bồn tắm, nên khi nhìn thấy hình ảnh này, Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hắn liền nín thở ngưng thần, làm cho tâm tình bình tĩnh lại, sau đó cởi hết áo quần bước vào bồn tắm. Khi mới bước vào, Bùi Đông Lai cảm nhận ngay được làn nước nóng khác thường, sau đó từng cơn nhiệt lượng kỳ lạ len lõi qua lỗ chân lông cuồn cuộn tiến vào thân thể hắn, hắn chỉ cảm giác được toàn thân thể truyền đến một cỗ đau đớn khó tả. Cơn đau bất ngờ truyền tới khiến cho thân thể Bùi Đông Lai trở nên cứng đờ, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, diễn cảm gần như là thống khổ. Nhưng mà, chấm CSO dù đau đớn thế nào hắn vẫn không kêu lên một tiếng, cắn răng kiên trì chịu đựng. Dần dần, Bùi Đông Lai phát hiện cảm giác đau đớn dần dần rút đi, thay vào đó là cảm giác thư sướng, giống như tế bào khắp toàn thân đều đang hoan hô, nhảy nhót. Cỡ khoảng sau hơn một giờ đồng hồ, Bùi Đông Lai mới bước ra khỏi bồn tắm, cả người cảm giác vô cùng thoải mái, hắn không khỏi cảm thán dược liệu mà Bùi Vũ Phu đem về thật thần kỳ. Mặc quần áo tử tế rồi đi vào phòng khách, Bùi Vũ Phu đang ngồi trên ghế salon, thói quen vẫn đang ngậm một điếu thuốc rẻ tiền. Qua tử, ta tính hai ngày nữa phải đi Đông Hải. Ngồi vào đối diện Bùi Vũ Phu, Bùi Đông nói. Nhanh vậy à? Nghe Bùi Đông Lai nói vậy, Bùi Vũ Phu đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng ra. Liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Mọi người đều ca ngợi Đông Hải là viên minh châu của Đông Phương, là cánh cửa nối liền Trung Quốc với thế giới, ta muốn đi sớm một chút, xem nhiều một chút, và cũng để sớm thích ứng bầu không khí của Đông Hải. Cho tới nay, Bùi Đông Lai luôn quan niệm rằng làm chuyện gì cũng phải có điều tra rõ ràng, chuẩn bị sẵn sàng công tác, mới có thể đem lại thành công. Chuyện học hành của hắn cũng như thế, hắn luôn duy trì thói quen chuẩn bị bài mới trước khi đi học. Vì thế trong học tập, Bùi Đông Lai có thể được xem là ngạo thị quần hùng, và cũng là một trong những nhân tố trọng yếu tạo nên náo động cả nước. Hiện giờ, hắn tính toán đem phương pháp này vận dụng vào việc đi đến học ở Đông Hải. Được. Bùi Vũ Phu trầm mặc một lát, khù khờ gật đầu cười. Xem như được Bùi Vũ Phu đồng ý, Bùi Đông Lai cũng bắt đầu chuẩn bị để rời khỏi Trầm Thành. Trong khi đó, ở Tần gia Trầm Thành, Tần Đông Tuyết và cha mình Tần Tranh đang ngồi đối diện trong phòng khách. Ở đó, Tần Tranh miệng cũng ngậm một điếu thuốc bộ dạng giống như Bùi Vũ Phu, chỉ là điếu thuốc này không phải loại rẻ tiền mấy đồng, mà là đặc sản của vùng Nam Trung Hải. Dưới ánh đèn, khói thuốc vờn quanh người Tần Tranh, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dạng cau mày của hắn, kiểu như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cha, ngài có lời gì cứ nói đi. Tần Đông Tuyết có thể nhận thấy được Tần Tranh có chuyện muốn nói với nàng. Nên chủ động mở miệng hỏi. Xế chiều hôm nay gia gia của con gọi điện thoại cho ta. Tần Tranh dập tắt tàn thuốc, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Đông Tuyết, trầm giọng nói. Trong điện thoại gia gia của con có nói cho ta biết, ngày mai Diệp lão sẽ mang theo Diệp Tranh Vanh tới tham gia thọ yến của người, hơn nữa sẽ cầu hôn con với gia gia trước mặt mọi người. Cầu hôn? Bên tai vang lên hai chữ này, Tần Đông Tuyết trong nháy mắt đoán được chuyện gì sắp tới. Khuôn mặt không khỏi tối sầm lại. Cha, con nói rồi, ý của con đã quyết, không ai có thể thay đổi. Sau đó, Tần Đông Tuyết nhíu mày, vẻ mặt quật cường. Con không hy vọng người và ông nội lại bức con. Ta không bức con. Tần Tranh cau mày. Chỉ có điều, gia gia của con có nói, ngày mai đã là ngày đại thọ của ông, mà giờ gia gia đi tìm Diệp lão đổi ý thì lại không được. Nếu ông nội khó nói, vậy ngày mai để con tự mình từ chối. Tần Đông Tuyết quyết không nhượng bộ. Khuôn mặt Tần Tranh trầm xuống khó coi. Đông Tuyết,
con có biết hậu quả khi con từ chối lời cầu hôn của Diệp gia trước mặt mọi người không? Điều này chả khác nào tát vào mặt mũi Diệp gia ngay trước mặt mọi người, và làm cho quan hệ hai nhà Tần Diệp trở nên xấu đi. Tần Đông Tuyết không có hé răng, nhưng vẫn cuột cường nhìn thấy Tần Tranh. Tuy rằng 3 năm qua nàng luôn sống thoải mái ở Trầm Thành, nhưng mà từ nhỏ nàng đã được gia đình hun đúc, nàng hiểu thế nào là chính trị, và cũng hiểu được đám cưới chính trị giữa hai gia tộc có ý nghĩa như thế nào, và đương nhiên cũng biết được hậu quả khi từ chối nó. Nhưng, hiểu, không có nghĩa là nàng sẽ lùi bước. Đông Tuyết, trên tình trường ta từng thất bại bởi Bùi Vũ Phu, trên sự nghiệp nếu không phải dựa vào Tần gia cũng không thắng được hắn. Nhận thấy được Tần Đông Tuyết vẫn luôn kiên định, Tần Tranh giận dữ nói. Trên mặt cảm tình mà nói, ta cũng không phản đối chuyện con và con trai của Bùi Vũ Phu, mà ngược lại, ta còn rất tán thành, tục ngữ nói, hổ phụ sinh hổ tử, ta tin tưởng con trai Bùi Vũ Phu nhất định không phải là kẻ tầm thường. Tần Đông Tuyết hơi có chút kinh ngạc, nhưng nàng không ngắt lời cha, vì nàng biết cha mình mới nói một nửa. Nhưng mà dựa trên lợi ích gia tộc mà nói, cha đương nhiên hy vọng con và Diệp Tranh Vanh có thể thành đôi. Tần Tranh trầm giọng nói. Diệp Tranh Vanh được Diệp Lão một lòng bồi dưỡng để trở thành người nối nghiệp Diệp gia, mà bản thân hắn cũng là một người tài giỏi. Cha! Tần Đông Tuyết cất tiếng ngăn cười Tần Tranh. Đông Tuyết, cha biết con tính tình quật cường, không dễ bị cha thuyết phục. Tần Tranh lại giận dữ nói. Nhưng mà, cha hy vọng con có thể lo lắng cho lợi ích của gia tộc, xem như chuyện con muốn ở bên con trai của Bùi Vũ Phu, cũng phải tìm được một biện pháp thích hợp. Biện pháp gì? Tần Đông Tuyết trong lòng vừa động, sâu trong nội tâm nàng mà nói, nàng đương nhiên hy vọng lợi ích gia tộc không bị tổn hại, nhưng mà... nàng càng không muốn vì lợi ích của Tần gia mà rời xa Bùi Đông Lai. Bởi vì... nàng thích Bùi Đông Lai. Nàng biết, lấy tính tình cứng rắn mà kiêu ngạo của Bùi Đông Lai, một khi nàng buông lỏng tay, thì chính là buông bỏ cả đời, đồng thời cũng khiến nàng hối hận cả đời. Con trước tiên cứ đồng ý chuyện cầu hôn của Diệp gia, sau đó nói bản thân mình còn nhỏ, đợi sau khi tốt nghiệp đại học mới tính đến chuyện hôn nhân. Tần Tranh nói xong, vẻ mặt chờ mong và lo lắng nhìn Tần Đông Tuyết. Tần Đông Tuyết nhíu mày. Vậy 4 năm sau thì sao? Con mắt của Nạp Lan Trường Sinh quá bé, chỉ vì một tên phế vật của Lâm gia mà chọc giận Bùi Vũ Phu, kết quả bị Bùi Vũ Phu đánh cho tàn phế. Tần Tranh mang theo vài phần thổn thức nói. Sau này, một ít thế lực ẩn tàng của Bùi Vũ Phu mơ hồ trồi lên mặt nước, làm cho Lâm gia, Nạp Lan gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Đông Tuyết trong lòng chấn động, thần tình quá ngạc nhiên. Cha biết Bùi Vũ Phu, hắn là một người không màng danh lợi, một khi đã muốn xuất ra thế lực của mình, hơn phân nửa là muốn tạo cho con trai mình một nền móng vững chắc. Tần Tranh nói tới đây, mỉm cười nói. Nếu con thích con trai của Bùi Vũ Phu, vậy thì chắc con cũng phải tin tưởng vào nó. Một khi đã như vậy, vì sao con không tin tưởng dưới sự bảo vệ và nâng đỡ của Bùi Vũ Phu, 4 năm sau tiểu tử đó có thể quang minh chính đại tiến vào nhà Tần gia, sao không thể khiến cho gia gia của con thay đổi chủ ý đây? Bên tai vang lên viễn cảnh của Tần Tranh, trong đầu Tần Đông Tuyết theo bản năng hiện ra hình ảnh Bùi Đông Lai oán khí ngập trời. Oán khí, không phải giận ông trời bất công, mà là dã tâm. Nàng nhìn ra được dã tâm của Bùi Đông Lai rất lớn, nàng cũng tin tưởng với toàn lực ủng hộ của Bùi Vũ Phu, 4 năm sau Bùi Đông Lai nhất định sẽ đạt đến đẳng cấp mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, nàng sợ. Sợ Bùi Đông Lai nếu biết được nàng đồng ý với lời cầu hôn của Diệp Tranh Vanh, thì sẽ thương tâm, đau khổ, sẽ thất vọng về nàng. Nếu con thích hắn, thì nên tin tưởng hắn. Tần Tranh thấy Tần Đông Tuyết trầm mặc không nói, giống như có thể đoán được tâm tư của Tần Đông Tuyết, hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí chắc như đinh đóng cột. Đồng thời, tên tiểu tử Bùi Đông Lai muốn làm con rể của Tần Tranh ta, cũng phải tin tưởng nhất định vô điều kiện đối với nữ nhi của ta. Nếu con muốn sống hạnh phúc bên nó, mà ngay cả điểm này nó cũng không làm được, thì con sẽ có hạnh phúc sao? Ánh mắt Tần Đông Tuyết hơi sáng lên, nhưng nàng vẫn im lặng như cũ. Chỉ cần 4 năm sau, Bùi Đông Lai có dũng khí, có tư cách bước vào Tần gia, ta sẽ là người đầu tiên ủng hộ chuyện của các con. Tần Tranh cắn răng, đưa ra lời hứa hẹn. Cha, nhớ kỹ lời nói của người. Tần Đông Tuyết cười giảo hoạt, giống như một con hồ ly. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.